Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2051. Một người đàn ông trung niên đến từ Hoa Quốc đang chân thành nói với một cô gái trẻ bên cạnh, Tuyết Ngưng, lần này vào học viện võ thuật, còn nhất định phải nghĩ cách tranh được tư cách vào trong tòa trận pháp. Nghe nói trong đó có rất nhiều trận pháp cao cấp bị thất truyền của Âu Lục, chỉ cần học được trở về thì có thể đợi được ngày báo thù cho anh của con. Cô gái trẻ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên, gật đầu nói, Tiêu Chính Văn giết anh con, món nợ máu này nhất định phải khiến Tiêu Chính Văn lấy máu trả máu. Nhà họ Đông Phương chúng ta trước giờ luôn thua kém nhà họ Viên, mấy chục năm nay chúng ta vẫn luôn tìm cơ hội để vượt qua nhà họ Viên. Vốn dĩ anh con có thể dẫn dắt nhà họ Đông Phương trở thành gia tộc lớn đứng đầu Hoa Quốc. Tiếc là nó vừa mới xuống núi đã gặp phải thủ đoạn độc ác của Tiêu Chính Văn. Nói xong, người đàn ông trung niên đấm một cú vào bàn đá cẩm thạch bên cạnh. Bốp! Bàn đá cẩm thạch lập tức vỡ tan tành. Bố yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách vào được tòa trận pháp, chỉ cần lấy được trận pháp giúp Andre đột phá cảnh giới thiên thần vào năm đó thì sao phải sợ Tiêu Chính Văn nữa chứ? Anh ta còn có thể đánh bại được cường giả thiên thần sao? Kể từ khi Đông Phương Ngạo Vũ chết dưới tay Tiêu Chính Văn, Đông Phương Tuyết Ngưng luôn thầm kìm nén cơn tức này. Từ nhỏ cô ta đã được nhà họ Đông Phương bí mật đưa đến Âu Lục, hơn nữa còn gia nhập vào gia tộc Azer Lan Chi, một trong 10 gia tộc lớn, rồi trở thành con gái nuôi của gia tộc Azer Lan Chi. Với thân phận này, cô ta còn có hôn ước với ngôi sao mới trẻ tuổi nhất gia tộc Canter. Thế nên Đông Phương Tuyết Ngưng vô cùng tự tin. Với tài nguyên hiện có và lai lịch của cô ta, dù Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương Hoa Quốc thì thế nào? Ừ, con nói hay lắm. Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu. Không ai có thể ngờ được hơn 20 năm trước, nhà họ Đông Phương đã âm thầm tiếp xúc với gia tộc lớn ở Âu Lục, còn trao đổi rất nhiều lợi ích. So với nhà họ Viên, nhà họ Đông Phương che giấu tâm cơ giỏi hơn nhiều. Đồng thời với sự giúp đỡ của Đông Phương Tuyết Ngưng, nội bộ gia tộc Đông Phương cũng có được rất nhiều bí mật gia tộc. Thậm chí đã lên kế hoạch đưa các thành viên có tiềm năng nhất trong gia tộc đến khu vực ngoài lãnh thổ. Cùng lúc đó trong nhà cũ của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Một thanh niên mặc áo dài màu trắng, mừng rỡ nhìn tấm thiệp mời màu xanh nhạt trong tay. Tiêu Chính Văn, đợi tôi quay về từ học viện võ thuật thì cũng đến ngày chết của anh. Dám bất kính với nhà họ Trương, sớm muộn gì cũng có ngày phải khiến anh trả giá đắt. Ông lão ngồi đối diện hắn hài lòng gật đầu nói, Lăng Phong, cháu biết suy xét như thế cũng không uổng nhà họ Trương xem trọng cháu. Cháu nhất định phải nắm chắc mọi chuyện trong chuyến đi đến Âu Lục này. Vâng, cháu hiểu rồi. Đợi đến ngày cháu về chính là ngày chết của Tiêu Chính Văn. Trương Lăng Phong lạnh lùng nói. Chương 2052. Lúc này trong một căn biệt thự ở ngoại ô Long Kinh, hai ông lão bí ẩn đang trò chuyện với nhau trong căn biệt thự xa hoa. Một người là chấp sự của Trận Tông Hoa Sơn, người còn lại là một trong các trưởng lão tân nhiệm của Long Các, tên là Khúc Hoành. Ông Chu, chuyến đi đến Âu Lục lần này, trong tay chúng ta chỉ có một tín vật, nói cách khác chỉ có một người có thể vào được tòa trận pháp. Nhưng ý của bên trên là đưa tín vật này cho một người tên là Tiêu Quân Lâm. Chúng tôi đã điều tra lai lịch của người này rất lâu rồi nhưng không tra ra được gì. Khúc Hoành nhíu mày, một bên là ý của thiên tử, một bên lại là người của Hoa Sơn ra mặt ngăn cản, bất kể là bên nào ông ta cũng không đắc tội nổi. Khúc Hoành có thể được điều vào làm ở Long Các từ một chức vụ nhỏ, 80% đều nhờ vào Hoa Sơn giúp đỡ. Thế nên ông ta cũng phải nghiêm túc suy xét đến ý của Hoa Sơn. Tiêu Quân Lâm, bên thiên tử các sẽ không bảo ông tùy tiện đưa tín vật quan trọng như thế cho một tên không rõ lai lịch đâu, nhưng cả Hoa Quốc chỉ có một người họ Tiêu thôi. Tiêu Chính Văn, Khúc Hoành không khỏi trợn to mắt. Mười mấy ngày trước, tin tức về cái chết của Tiêu Chính Văn đã truyền đi khắp Hoa Quốc. Hơn nữa thiên tử còn đặc biệt tổ chức quốc tang cho anh. Ông Chu lắc đầu nói, Tiêu Chính Văn đã chết, 80% không phải cậu ta, người mà tôi nói này là Tiêu Long. Rất có khả năng Tiêu Quân Lâm là một con cá lọt lưới khác ngoài Tiêu Chính Văn. Nhà họ Tiêu phải trừ tận gốc, thế nên dù thế nào cũng không được để tín vật này rơi vào tay người kia. Nhưng ông có thể yên tâm, tôi cũng là người một lòng vì nước, sẽ không xem trọng lợi ích cá nhân hơn quốc gia đâu. Dứt lời ông Chu đưa mắt nhìn chiếc khiên nhỏ màu xanh nhạt trên bàn.
chỉ riêng điểm này cũng có thể nhìn ra lúc này Hoa Quốc đã ở thế yếu ở chiến trường ngoài lãnh thổ. Nếu không cũng sẽ không chỉ có một tín vật, mà tín vật này lại là điều kiện bắt buộc để vào được tòa trận pháp. Vậy ý của ông Chu là, thái độ của Khúc Hoành cũng hơi mơ hồ. Bất kể Tiêu Quân Lâm đó có lai lịch thế nào cũng không đáng cho chúng ta đặt cược vận mệnh của Hoa Quốc vào cậu ta, hơn nữa trước khi Tiêu Quân Lâm lên đường còn chưa gặp mặt năm đại danh sơn bọn tôi, chứng tỏ người này cực kỳ kiêu ngạo. Loại người kiêu ngạo vô lễ này càng không đáng để giao phó. Thế nên năm đại danh sơn đã bàn bạc và đưa ra quyết định đưa cho người khác. Ông Chu nói với giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Đưa cho người khác, thiên tử hoàn toàn không biết chuyện này. Khúc Hoành biết rõ hậu quả của việc chống lại mệnh lệnh rất nghiêm trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2053. Ngộ nhớ bị thiên tử điều tra ra, không chỉ đầu mình rơi xuống đất mà ngay cả người nhà của mình cũng sẽ bị liên lụy. Thế là ông ta khuyên, ông Chu, việc này vẫn chưa báo cho thiên tử biết, ông xem có cần bàn bạc với thiên tử rồi mới quyết định không? Nghe ông ta nói thế, ông Chu cười khẩy nói, Khúc Hoành, người tôi muốn giới thiệu với ông đây, dù thiên tử biết chắc chắn cũng không phản đối. Vừa nói, ông Chu vừa vỗ tay ba cái. Không lâu sau, cửa phòng đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi vẻ ngoài khôi ngô từ ngoài bước vào. Người đàn ông đó bước vào phòng, cảm giác áp bách vô hình lập tức ập đến. Ôi, Khúc Hoành làm việc ở Long Các nên ông ta từng gặp không ít cao thủ, nhưng lần đầu tiên có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như người thanh niên này. Cảnh giới thiên vương Long cấp 5 sao? Khúc Hoành lập tức đoán chính xác cảnh giới của người đàn ông này. Có thể nói trong Hoa Quốc, ngoài Tiêu Chính Văn ra thì không có một cường giả trẻ tuổi thế này mà đã đột phá đến cảnh giới thiên vương Long cấp 5 sao. Khí thế của người này dường như cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc. Cậu Từ, mời ngồi. Ông Chu chỉ vào sofa bên cạnh cười nói. Mặc dù ông Chu không đứng dậy nhưng từ vẻ mặt của ông ta, không khó để nhận ra ông Chu cũng rất kính trọng người này. Người đàn ông cao ngạo nhìn ông Chu, chỉ khẽ gật đầu, thậm chí không thèm nói một tiếng cảm ơn. Tôi trân trọng giới thiệu, vị này là Từ Vĩnh Hạo, con trai trưởng của Từ Thiên Thuật người Hoa Quốc đã đến vùng ngoài lãnh thổ vào 100 năm trước. Ông Chu chỉ vào người thanh niên và giới thiệu. Ông Chu, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc đến bố tôi trước mặt người ngoài. Từ Vĩnh Hạo nhíu mày nói. Vâng vâng, nhưng Khúc Hoành phải báo lại với thiên tử. Dù sao thiên tử đã nói muốn đưa tín vật này cho một người tên là Tiêu Quân Lâm. Ông Chu vô cùng khách sáo giải thích. Tiêu Quân Lâm, anh ta là ai? Lẽ nào các ông không biết không lâu sau nữa cường giả ngoài lãnh thổ sẽ quay về sao? Dù Tiêu Long có ở đó cũng có thể làm được gì? Nhà họ Tiêu đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng từ lâu rồi. Hơn nữa cường giả ngoài lãnh thổ cũng thống nhất ý kiến không thể để nhà họ Tiêu chỉ đạo Hoa Quốc. Trước đó Tiêu Chính Văn đã phá vỡ quá nhiều quy tắc rồi. Một người không biết phép tắc, hoặc nói một gia tộc không biết lý lẽ thì không nên tồn tại ở thế giới này. Từ Vĩnh Hạo vô cùng ngạo mạn nói. Cậu Từ nói chí phải, chúng ta tạm thời không nhắc đến cậu ta nữa, đây là tín vật để vào tòa trận pháp, cậu Từ hãy nhận tạm. Hơn nữa chúng tôi đã liên hệ với giáo viên được cử đến Âu Lục, đến lúc đó người kia sẽ mở rộng cửa cho cậu Từ. Chương 2054. Ông Chu đưa chiếc khiên nhỏ cho Từ Vĩnh Hạo, thậm chí không hỏi ý kiến của Khúc Hoành. Tuy Khúc Hoành vẫn còn ngờ vực, nhưng ông Chu cưỡng ép như thế, cộng thêm Từ Vĩnh Hạo là người của gia tộc có cường giả ngoài lãnh thổ, thế nên ông ta cũng chỉ đành để mặc hai người sắp đặt. Ừ, ông Chu có lòng rồi, đợi khi bố tôi trở về từ ngoài lãnh thổ, tôi nhất định sẽ nói mấy lời tốt đẹp cho ông trước mặt ông ấy. Từ Vĩnh Hạo kiêu ngạo nói. Sau đó tiện tay cất tín vật vào túi. Bên phía Âu Lục, Phiêu Ẩn cũng dễ dàng móc nối với người khác. Chưa đến 7 giờ tối, hắn đã vội vã chạy đến phòng tổng thống của khách sạn Ritz để gặp Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi đã đánh tiếng trước với người canh giữ tòa trận pháp rồi, tuyệt đối sẽ không ai biết chúng ta vào tòa trận pháp trước một bước. Phiêu Ẩn cung kính nói. Từ sau tối hôm trước nhìn thấy thái độ kính cẩn của Andre với Tiêu Chính Văn, hắn cũng có tâm lý sùng bái vô điều kiện với Tiêu Chính Văn. Bây giờ trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn y hệt như một vị thần.
thậm chí hắn cũng không có hứng thú để ý đến người đẹp đã đính hôn với hắn gọi điện cả một ngày cho hắn. Được rồi, chúng ta đi xem trong tòa trận pháp cất giấu bảo bối gì, Tiêu Chính Văn đứng lên nói. Hai người đi thẳng đến sân thượng trên tầng cao nhất, sau đó lên một chiếc trực thăng. Tiếng phành phạch vang lên, máy bay trực thăng bay thẳng đến thủ đô nước Phá Lý. Trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, chiếc trực thăng từ từ đáp xuống trước tòa trận pháp ở phía tây bắc học viện võ thuật. Tiêu Chính Văn và Phi Uẩn một trước một sau bước đến cửa. Phi Uẩn tiết lộ thân phận của mình, mấy cường giả cảnh giới thiên vương một sao canh giữ ở cửa khẽ gật đầu, sau đó mở cửa ra. Tiêu Chính Văn và Phi Uẩn sải bước đi vào tòa trận pháp, tòa nhà này được xây dựng theo kết cấu bằng gỗ, trang trí vô cùng đơn giản. Hoặc nơi này vốn dĩ là một tòa nhà làm bằng gỗ được lưu truyền từ thời xa xưa. Đi lên bậc thềm bằng gỗ chậm rãi bước lên tầng, ngọn đèn hai bên sẽ lóe sáng theo mỗi bước đi. Mang đến cảm giác vô cùng kỳ lạ cho mọi người. Hai người đi đến tầng cao nhất, khi ánh đèn bật sáng lần nữa thì thấy vô số hộp vàng được xếp ngay ngắn trên mười mấy giá sách. Bên trong mỗi hộp đều có một chìa khóa của trận pháp. Tiêu Chính Văn đi ngang qua từng giá sách rồi đưa tay sờ bề mặt những chiếc hộp bằng vàng này. Mỗi khi ngón tay anh chạm khẽ vào, những chiếc hộp này sẽ phát ra ánh sáng màu đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phi Uẩn kinh ngạc đến mức trố mắt nhìn. Thật ra vào được tòa trận pháp mới chỉ là bước đầu tiên, có thể lấy được trận pháp cao cấp hay không còn phải phụ thuộc vào vận may của từng người. Dù người canh cửa không cản lại, nhưng không có cơ duyên, không có vận may. Càng không có thực lực thì mấy chiếc hộp bằng vàng đó cũng sẽ không phát sáng. Chương 2055. Bất kể có dùng cách gì đi chăng nữa cũng không thể mở hộp ra để lấy chìa khóa trận pháp bên trong. Thế nên học viện mới dễ dàng đồng ý với yêu cầu mà Phi Uẩn đưa ra. Nếu không thì làm gì có chuyện để hắn vào tòa trận pháp trước được chứ? Thật ra vừa rồi Phi Uẩn cũng đã thử một chút, hiển nhiên mấy trận pháp trên tầng cao nhất này có cấp bậc quá cao. Dù hắn chạm vào chiếc hộp nào cũng đều không phát sáng. Chứng tỏ mấy trận pháp trên tầng cao nhất này không phải là thứ hắn có thể tu luyện. Nhưng Tiêu Chính Văn thì lại khác, tất cả chiếc hộp bằng vàng đều phát ra ánh sáng đen, tức là Tiêu Chính Văn có thể tùy ý chọn, tất cả trận pháp đều bật đèn xanh với hắn. Thảo nào Tiêu Chính Văn là người mà Andre cũng phải cúi đầu chịu thua. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không thích thú với mấy trận pháp trong những chiếc hộp này. Thậm chí chỉ mở ra liếc nhìn rồi đóng lại. Cho đến khi Tiêu Chính Văn đi đến chiếc bục cao được làm bằng gỗ ở chính giữa tầng cao nhất, nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp bằng vàng cực lớn. Chiếc hộp này khác hoàn toàn với những hộp khác, xung quanh nó đều được bao quanh bởi đá quý đủ màu. Hơn nữa thể tích cũng lớn gấp 3 lần các hộp khác. Tiêu Chính Văn đi đến chiếc hộp ở chính giữa, Phi Uẩn vội vã bước đến ngăn lại nói, anh Tiêu, hầu như không ai có thể mở được chiếc hộp này. Dù có là Andre thì năm đó cũng chỉ mở được hộp bên cạnh. Trong lịch sử Âu Lục, người có thể mở được chiếc hộp này cũng chỉ có một mình đại đế Charlie mà thôi. Hơn nữa người nào mà chạm vào chiếc hộp này nhưng không thể mở thì sẽ động vào cơ quan ám khí, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe hắn nói thế, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày nói, ồ, chiếc hộp này có gì đặc biệt sao? Hay là trận pháp bên trong khác hoàn toàn với các trận pháp khác? Phi lần nhíu mày nói, anh Tiêu, theo tôi biết trận pháp đựng trong hộp này là do đại đế Thành Vương Tư để lại vào năm đó, nhưng chỉ có người gia tộc Hoàng Kim mới có thể mở ra. Dù là vài cường giả cảnh giới thiên thần ở Âu Lục cũng không dám chạm vào. Nghe nói cơ quan ám khí phát động là trận pháp lớn mạnh mà ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng không thể tránh khỏi, có thể xé nát người mạo phạm đến nó. Phi Uẩn chân thành nhìn Tiêu Chính Văn. Hắn thật lòng không muốn Tiêu Chính Văn xảy ra bất cứ chuyện gì. Xét cho cùng sau này địa vị của hắn trong gia tộc cũng phải nhờ vào Tiêu Chính Văn. Càng như thế tôi càng muốn mở nó ra, xem thử rốt cuộc bên trong cất giấu bí mật gì. Nói xong, Tiêu Chính Văn sải bước lên bậc thềm đi đến gần chiếc hộp bằng vàng cực lớn kia. Ngay khi cánh tay Tiêu Chính Văn vươn tay rồi chạm vào chiếc hộp, Phi Uẩn lại lo lắng hét lên, anh Tiêu, đừng, phải suy nghĩ cho cẩn thận. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề do dự, đầu ngón tay chạm vào chiếc hộp bằng vàng đó. Cùng lúc đó, Phi Uẩn vội nhắm mắt lại, không khỏi thầm kêu khổ. 8-90% thì mình cũng sẽ chết tại đây giống Tiêu Chính Văn.
Chương 2056. Nhưng vài giây sau xung quanh vẫn yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Lúc này Fionn mới từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc mở mắt, ngay cả Fionn cũng kinh ngạc đến ngây người. Một luồng ánh sáng chói mắt xoay vòng trên chiếc hộp bằng vàng đó. Chiếu rọi cả tòa trận pháp sáng như ban ngày. Cả thủ đô nước Phá Lý đều có thể nhìn thấy rõ luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt này xuất hiện bên trong tòa trận pháp. Lúc này cách đó mấy chục cây số, Andre ở trong một trang viên cũng nhìn thấy cột sáng màu bạch kim đó. Đây là cái gì thế? Có người mở được hộp trận pháp bí ẩn nhất đó sao? Andre vô thức kinh ngạc thốt lên. Mấy thành viên của 10 gia tộc lớn bên cạnh ông ta cũng đồng loạt lộ ra vẻ khó tin. Đó là chiếc hộp trận pháp không ai có thể mở được trong mấy trăm năm trở lại đây của Âu Lục. Trong số họ có biết bao nhiêu người thậm chí chỉ muốn nhìn trận pháp bên trong, dù chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng không một ai dám chạm tay vào đó. Bởi vì dù là cường giả cảnh giới thiên thần cũng không thể ngăn được phản vệ của trận pháp đáng sợ đó, sẽ bị hóa thành cho bụi ngay tức khắc. Mau đi xem thử rốt cuộc ai đã mở được hộp trận pháp bí mật nhất trong tòa trận pháp. Nếu Âu Lục chúng ta đã có thiên tài như thế thì phải dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng. Andre lớn tiếng nói với mấy cấp dưới bên cạnh. Vâng, nghe thế, mấy cấp dưới vội vàng ra khỏi trang viên. Lúc này Tiêu Chính Văn gần trong gang tấc vẫn chưa hề hay biết rằng anh đã gây ra chấn động cho cả nước Phá Lý, thậm chí là cả Âu Lục. Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cuộn giấy da cừu cổ trong chiếc hộp bằng vàng. Chữ viết trong đó chính là chữ Tiểu Triệt thời cổ của Hoa Quốc. Chứng tỏ nó có nguồn gốc từ phương Đông xa xôi. Hơn nữa trận pháp được ghi chép trên giấy da cừu này chính là phần bổ sung cho tam tuyệt trận của nhà họ Trương, nói cách khác người có thể đọc hiểu nó chỉ có người nhà họ Trương. Hoặc là người thông thạo tam tuyệt trận. Hơn nữa chỉ có đọc hiểu được văn tự ghi chép trong này mới có thể làm tam tuyệt trận phát huy uy lực thật sự. Hóa ra trận pháp mà tổ tiên để lại cho thế hệ sau vào năm đó không phải thiếu khuyết, cũng không phải cố ý để thế hệ sau hiểu sai, mà là một phần quan trọng nhất trong đó đã bị thất lạc từ lâu. Chỉ người có được phần trận pháp này lại không hiểu được sự tuyệt diệu bên trong đó. Thế nên nó mới bị người của gia tộc Hoàng Kim mang đến Âu Lục. Cuối cùng trở thành trận pháp bí ẩn nhất ở Âu Lục. Hóa ra là thế, Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó giơ tay đốt mảnh giấy da cừu đó trong tích tắc, chỉ trong chưa đầy 3 phút nó đã hóa thành cho bụi. Fionn ngây người, chố mắt nhìn, Tiêu Chính Văn muốn làm gì vậy? Rõ ràng anh đã mở được trận pháp mạnh nhất cả Âu Lục rồi, tại sao lại muốn hủy nó? Anh Tiêu, đây là trận pháp mạnh nhất ở Âu Lục đó. Fionn đau lòng đến sắp khóc. Tiêu Chính Văn lại bình thản cười nói, thế nhưng Fionn, thứ không đáng giá giữ lại thì chi bằng hủy nó đi. Phụt, Fionn suýt nữa thì hộc ra máu. Đây là thứ mà tất cả võ giả ở cả Âu Lục có nằm mơ cũng muốn cầm nó trong tay đấy. Nhưng lại là thứ không đáng giá trong mắt Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, nếu anh thấy nó không có tác dụng thì có thể để nó lại cho tôi không? Fionn khao khát hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, dù có đưa cho anh có thể đọc hiểu sao? Dù anh có thể đọc hiểu được văn tự trong đó, nó cũng không có tác dụng gì với anh cả. Chương 2057. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, đầu Fionn lập tức vang lên tiếng ong ong. Nhìn thấy cuộn da cừu từ từ biến thành một nhúm than đen, không còn cách nào để nhìn ra nội dung được ghi chép bên trong, trái tim Fionn cũng theo đó mà rỉ máu. Khi cuộn da cừu bị thiêu đốt, chùm sáng trắng bạc cũng chuyển sang màu đỏ rực. Mãi đến tận nửa tiếng sau, mới từ từ nhạt đi. Fionn nuốt nước bọt, khó tin hỏi, anh Tiêu, thật ra hầu hết mọi người đến học viện võ thuật đều là vì muốn có được cuốn bí quyết kỹ năng trận pháp này. Ngay cả nó mà anh cũng không màng đến thì anh còn cần đến học viện võ thuật để học hỏi thêm sao? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, đương nhiên là cần. Trận pháp được ghi trên cuộn da cừu đó, đối với Tiêu Chính Văn mà nói hoàn toàn vô dụng. Bởi vì trước đó, Tiêu Chính Văn đã hiểu rõ được trọng tâm của trận pháp. Nhưng điều này không cản trở đến việc Tiêu Chính Văn đột nhập vào nội bộ của học viện võ thuật. Các cường giả bên ngoài lãnh thổ sắp trở lại, hơn nữa trong đó lại liên quan đến việc phân chia lại bố cục của thế giới, Tiêu Chính Văn dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội này. Mà lúc này, toàn bộ Âu Lục đều đã bị ánh sáng rực đỏ làm kinh động.
Mặc dù chiếc hộp vàng chưa từng có người mở ra, nhưng trong di chúc của Thành Vương Tư đã từng nói rằng nếu thứ bên trong bị phá hủy, sẽ có cảnh ngọn lửa phản chiếu mặt trời xuất hiện. Điều này có nghĩa là không chỉ có người đã mở hộp ra, mà còn tiêu hủy mọi thứ bên trong. Tuy nói rằng cũng có thể sẽ xảy ra việc người lấy được bí quyết kỹ năng của trận pháp sẽ tiêu hủy nó. Nhưng thứ mà người này phá hủy lại là thần thoại của toàn bộ Âu Lục. Cũng là niềm hy vọng của toàn bộ Âu Lục. Vì vậy, thân phận của người này sẽ rất được chú ý. Đặc biệt là 10 gia tộc lớn cũng bắt đầu lo lắng bất an. Không ai hy vọng người có được cuốn trận pháp thần bí nhất, hùng mạnh nhất trong Âu Lục là người của những gia tộc khác. Trong lâu đài cổ của gia tộc Azor Lan Chi, một cô gái trẻ nhìn về phía ông cụ Azor Lan Chi nói, cụ tổ, người phá hủy cuốn trận pháp đó, chẳng lẽ cũng đáng để ông cảm thấy có hứng thú sao? Cũng đã hơn 100 năm rồi ông Azor Lan Chi chưa từng rời khỏi căn nhà gỗ cao tầng. Mãi đến khi ánh sáng đỏ rực lóe lên, ngay cả ông cụ cũng đẩy cửa bước ra, mắt sáng trưng nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ rực trên trời rồi thở dài. Cụ ta là nền tảng thật sự của gia tộc Azor Lan Chi, cũng là một trong số ít cường giả cảnh giới thiên thần sống ẩn giật trong giới thế tục. Nhưng sự xuất hiện của ánh sáng đỏ rực đó, lại khiến cụ ta cảm nhận được mối nguy hiểm. Alice, cháu không hiểu đâu, toàn bộ Âu Lục, chỉ có một mình đại đế Charlie mở được chiếc hộp ma thuật có trận pháp bí mật đó, còn người vừa nãy đã làm nên một thần thoại khác của Âu Lục chúng ta. Từ sau đại đế Charlie mất, không còn bất cứ người nào có thể mở được nó ra, cho dù là mấy người thừa kế của gia tộc Hoàng Kim đều liên tiếp chết một cách oan uổng. Chương 2058. Nhưng người này không những mở được nó ra mà còn phá hủy nó trong tích tắc. Nếu cậu ta cũng là nhân vật trong 10 gia tộc lớn chúng ta thì sự cân bằng giữa các thế lực khác nhau của toàn bộ Âu Lục chúng ta cũng sẽ bị phá vỡ. Thứ tự ban đầu cũng sẽ được cải tổ lại. Nói tới đây, cụ tổ Azor Lan Chi nặng nề thở dài một hơi. Đại đế Charlie đáng sợ tới mức nào, chỉ có người của thế hệ lâu đời đã đích thân trải qua thời đó mới có thể hiểu được. 400 năm trước, cuộc chiến đã cuốn bay cả toàn bộ Âu Lục không chỉ làm nên huyền thoại bất bại của đại đế Charlie, càng chứng minh rằng bên trong chiếc hộp vàng mà Thành Vương Tự để lại đã ẩn giấu một trận pháp hùng mạnh, đủ để chấn động cả thế giới. Bất kỳ người nào có được nó, cũng sẽ trở thành nhân vật vĩ đại như đại đế Charlie. Thậm chí khi người này trở thành cường giả cảnh giới thiên thần, hay sau khi tồn tại cấp cao hơn, tất nhiên sẽ có thể càn quét thiên hạ, tất cả mọi người đều phải cúi đầu xưng thần. Cũng chắc chắn sẽ trở thành đại đế Charlie thứ hai. Vì vậy, ông Azor Lan Chi mới rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng. Hơn nữa, lại có giới hạn độ tuổi khi mở chiếc hộp này, tuyệt đối không được vượt quá 30 tuổi. Nếu không, cho dù là ai cũng sẽ bị trận pháp phản vệ mà chết. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mà 10 gia tộc lớn mới cử tất cả tinh anh trong gia tộc, đi vào học viện võ thuật. Một thiên tài vô song chưa đầy 30 tuổi đã ra đời. Đây cũng đồng nghĩa với Âu Lục lại sắp nổi lên một cơn bão đẫm máu. Nếu bị một người như vậy tấn công thì không những Âu Lục sẽ trở thành một thứ dễ dàng có được, mà cả thế giới cũng có thể sẽ run sợ dưới chân người này. Năm đó đại đế Charlie chỉ chinh phục được Âu Lục là vì công nghệ lúc bấy giờ còn chưa phát triển, khả năng nhận biết của con người đối với đại lục còn hạn chế. Cường giả của Âu Lục cho rằng bản thân là trung tâm của thế giới, chỉ cần chinh phục được Âu Lục thì cũng giống như đã chinh phục được cả thế giới. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, địa lý và hình dạng của thế giới đã không còn là điều bí mật nữa. Lúc này, bên trong một tòa lâu đài phía xa, Herod cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ánh sáng đỏ nơi xa, trong lòng không thể bình tĩnh hồi lâu. Ông nội, cháu nhớ ông đã từng nói với cháu, ánh sáng này, hình như là Emily nói đến đây, do dự một lúc, cũng không nói thêm gì nữa. Ôi, sao cháu có thể hiểu được ánh sáng này mang ý nghĩa gì chứ? Chỉ có những người sống đến tuổi như ông mới có thể hiểu được, ánh sáng đó đồng nghĩa với Âu Lục sẽ có một cơn bão đẫm máu sắp tới, thậm chí mọi gia tộc đều sẽ bị cải tổ hoàn toàn. 10 gia tộc lớn, rốt cuộc ai mới là người có thể sống sót cuối cùng, cũng phải xem ý trời rồi. Nói xong, Herod chậm rãi quay người lại nói, Emily, nhớ kỹ những lời ông đã nói với cháu, có một số người. Chúng ta nhất định phải lôi kéo, hơn nữa bản thân chúng ta cũng không thuộc về Âu Lục. Chương 2059. Được rồi, cháu mau về nghỉ đi, sáng sớm ngày mai, học viện võ thuật phải khai giảng rồi, đừng đi trễ.
Nói xong, Herod xua tay với Emily. Trong một thời gian, toàn bộ Âu Lục đều thảo luận bàn tán về chuyện này. Nhưng không có ai ngờ được rằng, người mở chiếc hộp trận pháp thần bí đó lại là một thanh niên trẻ đến từ Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn đương nhiên không biết những người này đang thảo luận vấn đề gì, lúc này, anh đang ngồi trong xe, phóng nhanh về phía ngoại ô thủ đô Phá Lý. Trên đường đi, thành phố nổi tiếng thế giới này mang lại cho Tiêu Chính Văn một bầu không khí lãng mạn nồng nàn. Đồng thời, các loại hàng xa xỉ rực rỡ muôn màu, càng làm cho người khác nhìn không kịp chớp mắt. Khi xe chạy đến trước một tòa lâu đài cổ, Tiêu Chính Văn không khỏi hơi cau mày, giống như có một sức mạnh từ trường mạnh mẽ phát ra từ trong lâu đài. Ồ, dừng xe, Tiêu Chính Văn vội vàng ra lệnh. Phiêu Ẩn vội vàng đạp phanh, xoay đầu về phía Tiêu Chính Văn ở ghế sau nói, anh Tiêu, sao thế? Đó là nơi nào vậy? Tiêu Chính Văn chỉ tay về phía lâu đài cổ phía xa. Đó là lâu đài mà Đại đế Charlie đã từng ở khi còn sống. Bây giờ hình như đang bán đấu giá, nếu như tôi không nhớ lầm thì là đêm nay. Phiêu Ẩn trầm tư nói. Suy cho cùng, một nhân vật như Tiêu Chính Văn sao lại có hứng thú với các cuộc bán đấu giá chứ? Vì vậy, Phiêu Ẩn cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với Tiêu Chính Văn. Bán đấu giá lâu đài, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Đúng vậy, những chuyện như vậy thường xảy ra ở Âu Lục, hơn nữa, truyền thuyết về lâu đài này rất kém may mắn. Có thể là do Đại đế Charlie đã chết ở đây. Cho nên, người ta thường nghe thấy tin đồn về cái chết kỳ lạ của chủ nhân lâu đài. Mặc dù không biết thật hay giả, nhưng cũng vì thế mà tòa lâu đài cổ này được phủ lên một bức màn thần bí. Đương nhiên, nếu anh Tiêu cảm thấy có hứng thú, tôi cũng rất vui lòng mua nó tặng anh. Phiêu Ẩn nói với vẻ chân thành. Mua lâu đài không giống như mua biệt thự, giá phải cao ngất ngưởng. Cũng chỉ có con cháu của 10 gia tộc lớn như Phiêu Ẩn mới có năng lực tài chính này. Cũng được, chúng ta qua đó xem thử. Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Chương 2060. Phiêu Ẩn gật đầu nói, anh Tiêu, tôi dẫn anh qua đó. Sau đó Phiêu Ẩn khởi động xe lái thẳng về hướng tòa lâu đài cổ. Khi chiếc xe lái đến cổng tòa lâu đài, bên trong đã chật ních người. Là ngôi sao mới của gia tộc Canter. Bất kể đi đến đâu hắn cũng được mọi người cung kính. Thế nên Phiêu Ẩn và Tiêu Chính Văn vừa bước vào cửa đã có nhân viên đến cung kính mời Phiêu Ẩn và Tiêu Chính Văn vào một căn phòng VIP. Mặc dù chỉ là phòng VIP tạm thời, tương đối đơn giản nhưng cũng là một biểu tượng để chứng tỏ thân phận. Thật ra người có hứng thú thật sự với tòa lâu đài cổ này chỉ có người của 10 gia tộc lớn thôi, còn những người khác dù có hứng thú cũng không mua nổi. Phiêu Ẩn quay đầu lại nhỏ giọng giải thích với Tiêu Chính Văn. Tòa lâu đài cổ có ý nghĩa kỷ niệm như thế này bất kể có bao nhiêu tin tức tiêu cực thì cuối cùng vẫn là nơi Đại đế Charlie từng sống, thế nên giá khởi điểm rất cao. Lúc Tiêu Chính Văn và Phiêu Ẩn đến, buổi đấu giá vừa mới bắt đầu. Hơn nữa đa số người ngồi trong sảnh lớn đều là người kinh doanh gốc Á đến Âu Lục làm ăn, hoặc là vài nhân vật quan trọng trong giới chính trị ở nước ngoài. Ngộ nhỡ người của 10 gia tộc lớn không có hứng thú với tòa lâu đài cổ này thì họ có thể đấu giá được tòa lâu đài cổ tượng trưng cho thân phận với giá thấp. Tất nhiên chuyện tốt thế này không thường xảy ra cho lắm. Buổi đấu giá vừa bắt đầu đã có người bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Chưa đầy 5 phút, giá đã tăng vọt từ 500 triệu tệ giá khởi điểm lên đến 2 tỷ. Hơn nữa người dơ bảng còn là một người phụ nữ bí ẩn. Từ ánh mắt cô ta không khó đoán được cô ta nhất quyết phải lấy cho bằng được tòa lâu đài cổ này. Phiêu Ẩn liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ bí ẩn này, nhỏ giọng ghé sát tai Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, cô ta là người của gia tộc Bru, tên là Irina, cũng xem như là một người tài giỏi trong thế hệ trẻ. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, mặc dù xếp trên mấy người nhưng đã không dễ với một cô gái rồi. Phiêu Ẩn vừa dứt lời. Một người đàn ông trẻ tuổi đối diện Irina lại giơ bảng lên nói, 3 tỷ. Rõ ràng hai người đều muốn có được tòa lâu đài cổ này. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nhìn hai người. Bất kể tòa lâu đài cổ này thế nào cũng phải giành về cho bằng được, Tiêu Chính Văn cũng rất muốn biết, từ trường vô cùng mạnh mẽ đó phát ra từ đâu. Hơn nữa rất có khả năng nơi này còn giấu một bí mật rất lớn. Chỉ là lúc này Tiêu Chính Văn vẫn chưa muốn tranh giành với họ. Tiêu Chính Văn cũng đang đợi sau khi hai người phân thắng thua xong mới giơ tay ra. 3 tỷ rưỡi.
Irina nghiến răng lạnh lùng nói. Cái giá này đã vượt khỏi dự tính của cô ta, nhưng cô ta vẫn giơ bảng trong tay lên, lớn giọng nói. Chương 2061. Người đàn ông đối diện cười gượng lắc đầu, tòa lâu đài cổ này quả thật là nơi ở cũ của vua Charlie, nhưng chỉ riêng điều này thôi cũng không đáng với con số này. Được rồi, tôi từ bỏ. Dứt lời, người đàn ông bỏ tấm bảng trong tay xuống, sau đó ga lăng đứng dậy cúi người trước mặt Irina rồi xoay người bước ra khỏi tòa lâu đài cổ. Ngay lúc Irina nở nụ cười chiến thắng thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên, 3 tỷ 6. Nghe thấy giọng nói này, ngay cả Irina cũng sửng sốt. Cô ta chỉ có 3 tỷ rưỡi thôi, hơn nữa đây đã là toàn bộ tiền vốn mà gia tộc đưa cho cô ta rồi. Vốn dĩ lúc nãy người đàn ông trẻ tuổi đó vừa ra tay đã khiến cô ta cảm thấy khó xử. Bây giờ lại xuất hiện một tên phá rối, sắc mặt Irina trở nên lạnh như băng. Anh này, tôi mong anh có thể thận trọng một chút, tòa lâu đài cổ này không tầm thường, dù anh có thể đấu giá được cũng chưa chắc có thể có được nó trong thời gian dài. Tôi tin anh cũng đã nghe nói đến những tin đồn liên quan đến tòa lâu đài cổ này, thế nên tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất của anh là nhường nó lại cho tôi. Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen dâng đồ mình thích cho người khác, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Thấy Tiêu Chính Văn chỉ là một thanh niên Hoa Quốc bình thường, mặc dù người bên cạnh anh có chút lai lịch nhưng xét về địa vị cũng không thể so được với cô ta. Trong 10 gia tộc lớn, gia tộc Bru đứng vị trí thứ 2, không phải là gia tộc mà Canter có thể so sánh. Bất kể là về sức mạnh hay tài chính, gia tộc Bru cũng có thể bỏ xa gia tộc Canter mười mấy con phố. Cô ta không tin Fionn sẽ đắc tội với gia tộc Bru chỉ vì một thanh niên Hoa Quốc. Trong khi Irina và Tiêu Chính Văn nói chuyện, người bán đấu giá đứng trên bục đã gõ búa xuống. Chúc mừng cậu này nhé, cuối cùng cũng đấu giá thành công tòa lâu đài cổ này với mức giá 3 tỷ 6. Nói xong, hai nhân viên nhanh chân bước đến phòng VIP của Tiêu Chính Văn và Fionn. Fionn vội bước đến lấy thẻ ngân hàng của mình để trả chi phí đấu giá. Sau đó mới quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, chỉ cần anh ký tên vào tờ thỏa thuận này thì tòa lâu đài cổ này thuộc về anh. Fionn vừa dứt lời, dường như mọi người đều đưa mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Mọi người đều không lạ gì Fionn, nhưng Tiêu Chính Văn lại là người xa lạ với họ. Ai cũng muốn biết rốt cuộc là ai mà có thể khiến ngôi sao mới của gia tộc Canter Fionn phải cung kính như thế, còn vung tay tặng đối phương một tòa lâu đài cổ. Irina kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn, một mặt thì nghĩ Tiêu Chính Văn trông không giống cao thủ, ngược lại giống một người bình thường hơn, hơi thở của anh quá bình thường. Hoặc cô ta nghĩ tặng tòa lâu đài cổ này cho Tiêu Chính Văn như phung phí của trời vậy. Không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng nữa, Irina đứng lên đi đến gần Tiêu Chính Văn nói, anh này, không biết xưng hô thế nào. Chương 2062. Tuy Irina rất bất mãn với Tiêu Chính Văn nhưng giọng điệu vẫn khá khách sáo. Tiêu Quân Lâm, Tiêu Chính Văn bình thản đáp. Người kinh doanh Hoa Quốc sao? Irina hỏi tiếp. Thương nhân người Hoa Quốc trải rộng trên khắp thế giới, tất nhiên ở Âu Lục cũng có không ít người giàu có. Thế nên Irina theo bản năng nghĩ rằng rất có thể Tiêu Chính Văn là con của một nhà giàu của gia tộc thương nhân nào đó. Không, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói một chữ. Sau đó ký tên mình lên bản thỏa thuận. Irina nhíu mày nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, cho dù anh có là thương nhân Hoa Quốc hay không, tôi vẫn mong anh có thể nghe tôi khuyên một câu, tòa lâu đài cổ này không phải là nơi mà người bình thường có thể có được đâu. Tôi mong anh có thể nhường nó cho tôi. Tiêu Chính Văn mỉm cười lắc đầu nói, vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi chưa từng tặng người khác thứ đồ mà tôi thích. Anh Tiêu, tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ về tòa lâu đài cổ này. Nó không chỉ đơn giản là nơi ở khi xưa của đại đế Charlie. Nếu anh cố chấp như thế thì chẳng lâu nữa anh sẽ chết ở trong tòa lâu đài cổ này giống những người trước kia. Những lời Irina nói cũng không phải không có căn cứ. Những tin đồn về sự kiện kỳ lạ đó chắc chắn cũng không phải bịa đặt lung tung. Ồ, thế tôi muốn xem tôi chết ở đây thế nào. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Thấy Tiêu Chính Văn không cho là đúng, Irina cũng hơi lo lắng. Rõ ràng Tiêu Chính Văn không để tâm đến mấy lời của cô ta. Có ai ở Âu Lục này dám xem thường cô ta đâu. Chỉ riêng thân phận người đại diện thế hệ trẻ của gia tộc Bru cũng đủ để so sánh với các quân vương của vài nước nhỏ.
thấy Tiêu Chính Văn xoay người định đi, Irina tiến lên trước một bước ngăn Tiêu Chính Văn lại nói, anh Tiêu, tôi nghĩ anh không hiểu được ý tôi vừa nói. Có vài thứ không phải có tiền là có thể mua được, thậm chí sau khi mua sẽ khiến mình mất mạng. Nhất là trong tòa lâu đài cổ này có quá nhiều bí mật, không phải, cô ta vừa nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã xoay người đi khỏi tòa lâu đài cổ, Irina không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Cô ta lại bị một doanh nhân trẻ Hoa Quốc xem thường. Irina hít sâu một hơi rồi vội vàng đuổi theo. Nhưng không để cô ta chạy đến cửa, Tiêu Chính Văn đã lên xe, Phi Ân khởi động xe, thậm chí không cho cô ta cơ hội lên tiếng thêm một lần nữa. Nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn, vẻ mặt Irina thoáng qua nét không cam lòng. Lúc này một người đàn ông trung niên ở phía sau cô ta bước đến nói, cô chủ, hà tất gì phải phí lời với loại người này, trên thế giới này có vài người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chương 2063. Tôi nghĩ cho cậu ta hạn đến trước khi mặt trời mọc vào ngày mai phải giao ra tòa lâu đài cổ, nếu không sẽ chết. Người đàn ông trung niên là đội trưởng đội hộ vệ của gia tộc Ru, cũng có thực lực cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Trong mắt ông ta loại người bình thường như Tiêu Chính Văn chỉ có thể khuất phục trước mấy cường giả như họ. Dù đằng sau Tiêu Chính Văn có người của gia tộc Canter nhưng thế thì đã sao? Lẽ nào gia tộc Canter sẽ đắc tội với gia tộc Ru vì một người Hoa Quốc sao? Xét về địa vị và thân phận thì tộc trưởng gia tộc Canter cũng phải nhẫn nhịn Irina mấy phần. Tiêu Chính Văn lại dám xem thường Irina, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Roger, anh ta chẳng qua chỉ là một doanh nhân bình thường, nếu chúng ta ỷ thế bắt nạt người ta thì sẽ bị mọi người lan truyền tin xấu. Trước giờ gia tộc Ru đều thuyết phục mọi người bằng lý lẽ, nếu không gia tộc chúng ta cũng sẽ không có được danh tiếng ở Âu Lục như bây giờ. Irina xua tay nói. Không phải cô ta không thể giết người mà là không muốn. Nếu không tòa lâu đài cổ này cũng sẽ không bị đưa ra đấu giá, chỉ cần cô ta ra lệnh, tòa lâu đài cổ này chỉ có thể thuộc về gia tộc Ru. Cô chủ, cô đã nhân từ như thế thì hãy để cậu ta tự sinh tự diệt là được. Người muốn có được tòa lâu đài cổ này không chỉ có gia tộc Ru, còn rất nhiều thế lực đều đang để ý đến tòa lâu đài cổ này. Bí mật chôn giấu bên dưới nó đủ để khiến các thế lực lớn khác giết chết tên doanh nhân Hoa Quốc không biết sống chết này. Là đội trưởng đội hộ vệ của gia tộc Ru, Roger cũng biết được bí mật. Đại đế Charlie chết tại tòa lâu đài cổ này, nhưng rốt cuộc ông ta chết thế nào hay bị ai đó giết và di vật của đại đế Charlie đều trở thành một dấu chấm hỏi. Bao nhiêu chủ nhân của tòa lâu đài cổ đều đang tìm kiếm câu trả lời nhưng cho đến nay dấu chấm hỏi vẫn chưa được giải đáp. Thế nên vài thế lực lớn đều thèm muốn quyền sở hữu tòa lâu đài cổ này. Không có danh tiếng như gia tộc Ru thì đừng ai mơ có thể có được tòa lâu đài cổ. Giống như câu nói, mang đồ quý hiếm trong người dễ gặp họa. Sau khi Phi Uẩn lái xe ra khỏi đó chưa đầy 2 phút đã có một chiếc xe màu đen theo đuôi. Irina hơi nhíu mày lắc đầu nói, dù tên Hoa Quốc đó không biết tốt xấu, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta bị người của các thế lực lớn giết ở đầu đường được. Huống hồ trong xe còn có ngôi sao mới của gia tộc Canter, cứu hai người họ tiện thể cũng có thể móc nối quan hệ tốt với gia tộc Canter. Đi thôi, nói xong, Irina dẫn theo Roger cùng đuổi theo. Roger khẽ thở dài. Irina có một khuyết điểm chí mạng chính là quá nhân từ. Bất kể là ai cô ta cũng đều có lòng nhân từ. Đây không phải là tố chất của một người thừa kế gia tộc tương lai nên có. Nếu đổi thành kẻ cạnh tranh với Irina là Ietoes, có lẽ Tiêu Chính Văn đã tan xương nát thịt tại chỗ, tòa lâu đài cổ này không cũng dễ đổi chủ. Anh Tiêu, chiếc xe phía sau có vẻ khả nghi. Fionn liếc nhìn kính chiếu hậu thấy phía sau có một chiếc xe màu đen cứ bám theo mình, không khỏi nhíu mày nói. Mấy tên vặt vãnh thôi, đừng lo lắng, anh cứ lái đi. Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Thật ra, khi Fionn vừa lái xe ra khỏi đại lộ số 5, Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Trong xe có tất cả 4 cao thủ cảnh giới thiên vương 2 sao. Chương 2064. Đừng nói là 4 cảnh giới thiên vương 2 sao. Dù có là 4 cao thủ cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao cũng không đủ để Tiêu Chính Văn giấy lên cảnh giác. Cách biệt giữa cảnh giới thiên thần và cảnh giới thiên vương quá lớn, thậm chí có thể hình dung bằng rãnh trời cũng không quá.
Dù một cường giả cảnh giới thiên thần đứng đó để cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao đánh, cường giả cảnh giới thiên vương cũng đừng hòng có thể động đến một cọng lông tơ của cường giả cảnh giới thiên thần trong trạng thái người kia không đánh trả. Bởi vì cơ thể giữa hai cảnh giới đã kéo ra một khoảng cách cực lớn. Chẳng hạn như cơ thể Tiêu Chính Văn đã trải qua lôi hải, người ở cảnh giới thiên vương tuyệt đối không thể tưởng tượng được độ rắn chắc. Không lâu sau, Phiêu Ân dừng xe trước cửa một nhà hàng kiểu Tây. Tiêu Chính Văn và Phiêu Ân vừa bước vào nhà hàng, người trong chiếc xe phía sau cũng đi theo vào. Một người trong đó chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chính Văn, ánh mắt lóe sáng, thanh kiếm ngắn khoảng 50cm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được sát khí của người kia, không khỏi hơi nhíu mày, không ngờ đối phương lại vội vàng như thế. Tiêu Chính Văn làm như không biết gì mà uống cà phê rồi gọi hai phần beef steak, nhàn nhã ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Lúc này bốn người đàn ông đồ đen cũng nhanh chân bước đến gần Tiêu Chính Văn. Người đàn ông đồ đen đi đầu bỗng ra tay, thanh kiếm ngắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào sau lưng Tiêu Chính Văn. Ngay lúc thanh kiếm ngắn đó đâm vào sau lưng Tiêu Chính Văn, một lực kỳ lạ vô hình đánh vào cổ tay người kia. Hắn còn chưa hoàn hồn thì thanh kiếm ngắn đó đã bay vòng giữa không trung, xoay ngược hướng đâm thẳng vào cổ họng hắn. Một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên, dòng máu bắn ra từ cổ họng hắn. Ba người phía sau hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt, thanh kiếm ngắn đó lại xoay vòng giữa không trung, sau đó lướt qua cổ mấy người đằng sau hắn với góc độ cực kỳ hiểm hóc. Một dòng máu bắn ra từ sau lưng Tiêu Chính Văn. Trong nhà hàng vang lên tiếng hét thất thanh, tất cả khách hàng đều lần lượt bỏ chạy. Sau đó là tiếng giày cao gót vang lên, Irina bước đến gần Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, anh Tiêu, tôi nghĩ bây giờ anh nên hiểu tại sao có vài thứ không phải có tiền là có thể mua được rồi chứ. Nếu không phải Roger ra tay thì vừa nãy anh đã tiêu đời rồi. Chúng tôi có thể cứu anh một lần nhưng không thể lần nào cũng trùng hợp như thế. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện về quyền có được tòa lâu đài cổ đó không? Tiêu Chính Văn bỏ một miếng thịt bò vào miệng, bình tĩnh nói, ngại quá, tôi đã nói rồi nhiều lần rồi, tôi không tặng đồ tôi thích cho người khác. Ngoài ra, tôi cũng không cần các cô đến cứu tôi. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Roger nổi giận. Nếu không phải vừa rồi ông ta kịp thời ra tay thì bây giờ Tiêu Chính Văn còn có thể ngồi đó ăn được sao? Cậu Tiêu, tôi mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng của Roger, vẫn cúi đầu cắt thịt bò trong đĩa. Phiêu Ân ngồi đối diện anh cũng cười khẩy uống cà phê. Một cường giả cảnh giới thiên thần mà ngay cả Andre cũng phải tự nhận không bằng, thì còn cần gia tộc Drew lo chuyện bao đồng à. Anh Tiêu, lẽ nào anh vẫn không hiểu nếu không giao toàn bộ quyền sở hữu tòa lâu đài cổ thì anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào sao? Irina không cam lòng nói. Nếu ngay cả họ cũng có thể làm tôi bị thương thì e là tôi đã chết từ đời nào rồi. Tiêu Chính Văn đặt dao nĩa xuống, thờ ơ lên tiếng. Chương 2065. Những lời Tiêu Chính Văn vừa nói khiến Roger tức sôi máu. Khi nãy tên cường giả cảnh giới thiên vương 2 sao ra tay với Tiêu Chính Văn, ông ta nhìn thấy rõ mồn một, Tiêu Chính Văn chưa kịp nhận ra, còn Phiêu Ân thì đang cúi đầu gặm thịt bò. Nói cách khác, vừa nãy nếu như Roger không ra tay cứu giúp, thì bây giờ Tiêu Chính Văn và Phiêu Ân đã trở thành hai cái xác. Trước đó, Roger còn cảm thấy Tiêu Chính Văn có thể dùng mấy tỷ để mua tòa lâu đài mà đại đế Charlie đã từng ở, cũng được xem là có vận khí tốt hơn người khác. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Chính Văn rõ ràng là một cậu ấm con nhà giàu không biết điều. Chàng trai trẻ, làm người quan trọng nhất là phải có lòng biết ơn, vừa nãy nếu không phải cô chủ nhà tôi bảo tôi ra tay cứu cậu, cậu nghĩ rằng, cậu còn có thể sống đến bây giờ sao? Hơn nữa, người muốn giết cậu không phải kẻ tầm thường. Tất cả bọn họ đều có thực lực cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, có lẽ cậu không hiểu được lời tôi nói, nhưng cậu có thể hỏi người đang đối diện cậu là Phiêu Ân. Giọng Roger vô cùng lạnh lùng, dưới ống tay áo rộng rãi của ông ta thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của các người, vấn đề của tôi có thể tự giải quyết, cũng hy vọng các người đừng tốn nước bọt nữa. Tiêu Chính Văn vừa uống cà phê vừa điềm đạm nói. Cậu, Roger giận đến mức biến sắc, đôi mắt phóng ra tia sáng lạnh tanh.
nếu như không phải Irina đang ở đây thì ông ta tin chắc rằng lúc này Tiêu Chính Văn đã trở thành hồn ma dưới lưỡi dao của ông ta. Roger, Irina vỗ nhẹ vai Roger, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Trước đó, cô ta còn thông cảm với sự kém hiểu biết của Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này xem ra, Tiêu Chính Văn vốn không đáng để thông cảm. Có lẽ Roger nói đúng, người như anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh Tiêu, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, nếu bây giờ anh đồng ý chuyển nhượng lâu đài lại cho tôi, anh vẫn có thể lấy được 3 tỷ 6, anh sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không, e rằng tối hôm nay sẽ là đêm cuối cùng trong đời anh. Có những cơ duyên một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Irina một lần, mà lấy khăn tay lau vết thương trên miệng, xoay người bước ra khỏi nhà hàng. Phiêu ẩn lấy 200 tệ từ trong túi ra ném lên bàn, lướt qua vai Irina và bước ra ngoài. Suốt quá trình, Phiêu ẩn thậm chí còn không hề nói chào hỏi với Irina. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Phiêu ẩn láo sực như vậy, trong lòng Roger không kiềm chế được ngọn lửa giận, tiến lên một bước, nói với Irina, cô chủ. Hai người này không biết trời cao đất dày, phải cho bọn họ một bài học mới được. Nếu không, bọn họ sẽ không biết làm thế nào tôn trọng gia tộc Dru. Chương 2066. Irina khẽ lắc đầu cười, phất tay nói, thôi kệ, cứ để bọn họ đi. Loại người như Tiêu Chính Văn đã định sẵn không thể sống lâu được ở Âu Lục. Âu Lục có nhiều luật lệ bất thành văn, còn có nhiều thế lực ngầm ẩn giấu. Mặc dù lịch sử của Âu Lục không lâu đời, nhưng đã từng bị bộ tộc Đông Phương thần bí chinh phục mấy lần. Vì vậy, cũng để lại rất nhiều bí mật mà người đời không biết. Giống như lâu đài của Đại đế Charlie, những nơi liên quan đến một số bí ẩn lớn này sẽ tuyệt đối không cho phép người bình thường đặt chân đến. Cho dù là gia tộc Dru, cũng phải hành sự một cách cẩn trọng như bước trên lớp băng mỏng. Vậy mà Tiêu Chính Văn như đánh trống khua chiêng, sau lưng lại không có hậu thuẫn vững chắc nào chống đỡ, điều này chẳng khác gì đi dây trên vách núi. Tiêu Chính Văn và Phiêu Ân vừa ngồi trong xe thì điện thoại trong tay của Phiêu Ân đổ chuông. Sau khi bắt máy, Phiêu Ân liên tục gật đầu mấy cái, cuối cùng nói với đầu dây bên kia, ừ, vâng, tôi biết rồi. Đặt điện thoại xuống, Phiêu Ân vội vàng quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, tất cả thủ tục của lâu đài đó đều làm xong cả rồi, anh muốn về khách sạn Ritz, hay về lâu đài? Tiêu Chính Văn xua tay nói, đến lâu đài, được. Tôi lập tức gọi mấy người giúp việc ở nhà qua đó, một số đồ đạc trong lâu đài cũng rất cũ kỹ rồi, sáng sớm mai tôi sẽ gọi người giao đồ mới đến. Phiêu Ân không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng nói. Tiêu Chính Văn chỉ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Điều anh vẫn đang nghĩ trong lòng là từ trường được phát ra từ tòa lâu đài đó. Loại từ trường đó chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần mới có thể cảm nhận được. Dù là một vũ khí quý giá hay bí mật được chôn sâu trong lòng đất thì Tiêu Chính Văn cũng không thể để nó lọt vào tay người khác. Hoặc Âu Lục cũng có một cuốn thiên sơn thư lục giống như nhà họ Tiêu, ai có thể bảo đảm rằng nó sẽ không bị chôn sâu dưới lâu đài kia chứ? Chẳng mấy chốc, xe đã đến trước cửa lâu đài, mấy người giúp việc đã đến trước Tiêu Chính Văn và Phiêu Ân, vội vàng bước đến nghênh đón. Tiêu Chính Văn không khỏi nhướng mày, phạm vi thế lực của gia tộc Canter không phải ở Norman sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chính Văn, Phiêu Ân vội vàng tiến lên nói, anh Tiêu, gia tộc Canter của chúng tôi có chi nhánh khắp cả nước Phá Lý, bọn họ được điều qua từ chi nhánh thủ đô. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, bước thẳng vào trong lâu đài. Đến đại sảnh, một đàn ông trung niên mặc áo đuôi én, rất lễ phép bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn nói, thưa cậu, tôi có thể giúp gì được cho cậu. Anh Tiêu, người này là quản gia tôi điều qua giúp anh, ông ta tên Đút. Phiêu Ân vội vàng tiến lên giải thích. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, xua tay nói, các ông cứ bận việc của mình đi, không cần để ý đến tôi, anh cũng vậy. Chương 2067. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay đầu liếc mắt nhìn Phiêu Ân đang bám sát sau anh. Phiêu Ân lập tức hiểu ý của Tiêu Chính Văn, vội vàng lui đến cửa. Cảm nhận được từ trường mạnh mẽ từ mặt đất truyền đến, Tiêu Chính Văn đi một mạch vào tầng hầm. Tầng hầm của lâu đài có hơn 6 tầng. Khi Tiêu Chính Văn xuống đến tầng cuối cùng của tầng hầm, sự dao động của từ trường càng mạnh thêm mấy phần. Loại từ trường này lại nảy sinh một loại cộng hưởng với từ trường trong cơ thể Tiêu Chính Văn.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng bình tĩnh của Tiêu Chính Văn hơi kích động. Đi đến trước cửa gỗ cạnh tầng hầm, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hình ảnh đập vào mắt Tiêu Chính Văn là một hình vẽ sao trời. Sao sáng của cả bầu trời đều được khắc họa rõ ràng từng nét. Bên cạnh còn sử dụng ngôn ngữ phá lý để đánh dấu. Mặc dù Tiêu Chính Văn nhìn không hiểu hàm ý của những ký hiệu này, nhưng đó có lẽ là sự hiểu biết về sao trời của chủ nhân vẽ ra bức hình này. Bản đồ trận pháp thiên tinh sao? Tiêu Chính Văn chậm rãi nói ra tên của trận pháp này. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn nhìn thấy bản đồ trận pháp này, nhưng trước đây Tiêu Chính Văn chưa từng coi trọng bản đồ trận pháp này như vậy. Mà chủ nhân vẽ ra bản đồ trận pháp này lại có thể huy động từ trường gần đó trong thời gian dài thông qua một bản đồ, thậm chí còn khiến nó cộng hưởng với từ trường xung quanh, điều này cho thấy sự phi phàm của tấm bản đồ này. Tiêu Chính Văn lại kiểm tra một lượt dưới tầng hầm, nhưng trực giác mách bảo Tiêu Chính Văn rằng, thứ có thể khiến anh hình thành cộng hưởng với từ trường tuyệt đối không chỉ là do bản đồ trận pháp này, nhất định còn có huyền cơ nào khác. Chỉ có điều tòa lâu đài này quá mức thần bí. Bản thân anh cũng vừa mới trở thành chủ nhân nơi này, nhất thời chưa tìm ra điểm huyền bí đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chính Văn cuối cùng vẫn ra khỏi cánh cửa gỗ đó, rồi dùng khóa sắt bên cạnh khóa lại, lúc này mới trở về đại sảnh. Ngay khi Tiêu Chính Văn vừa trở lại đại sảnh, trên tầng 2 truyền đến tiếng bước chân. Vài người đàn ông mặc áo đen lần lượt nhảy vào lâu đài từ cửa sổ trên tầng. Tất cả những người mặc áo đen đều cầm một con dao găm sáng loáng trên tay. Cùng đi thẳng xuống tầng 1 với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thấy cảnh này, toàn bộ hơi thở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao phiêu ẩn bỗng tỏa ra, che phủ khắp nơi. Các người là ai, lại dám xông vào lâu đài của anh Tiêu? Phiêu ẩn tiến lên trước một bước, chắn trước mặt Tiêu Chính Văn nói. Người đưa bọn mày lên thiên đường, một trong những người mặc áo đen nói với giọng lạnh băng. Chương 2068. Một mình Phiêu Ân quả thật không thể đối phó được với 6 cao thủ cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Nhưng Phiêu Ân cực kỳ có lòng tin với thực lực của Tiêu Chính Văn. Dù hắn không phải là đối thủ, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết trong tay đám người này. Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện lòng trung thành với Tiêu Chính Văn. Chỉ là Phiêu Ân chưa kịp ra tay, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Sau đó Irina và Roger cũng xuất hiện trước cửa. Anh Tiêu, chỉ một mình Phiêu Ẩn e là không đối phó được với 6 người họ đâu, nếu bây giờ anh có thể giao hết quyền sở hữu tòa lâu đài cổ, chúng tôi vẫn sẽ sẵn sàng giúp anh. Irina khoanh tay lại mỉm cười nói. Irina vừa dứt lời, một con dao bắn ra từ tay áo của Roger. Mấy tên mặc đồ đen không ngờ Roger đột nhiên ra tay, không kịp đánh trả đã có 5 người bị dao đâm xuyên qua trán. Chết ngay tại chỗ. Khi con dao đó bay đến chỗ người cuối cùng, chỉ thấy người kia giơ tay lên, dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy con dao. Hừ, thấp kém thế mà cũng dám khoe khoang trước mặt tôi à? Người đàn ông mặc đồ đen nở nụ cười nham hiểm, lạnh lùng nhìn Roger. Ồ, Roger không khỏi sửng sốt, với sức mạnh cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, ông ta có thể đánh được mấy cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao mới đúng chứ? Con dao của ông ta không thể bị bắt lấy dễ dàng như thế. Chỉ thấy khí thế quanh người mặc đồ đen bỗng dưng có một luồng khói màu đen dâng lên từ dưới chân ông ta. Sau đó cả người mặc đồ đen đều bị làn khói đó bao phủ, vô dụng kỳ lạ. Thấy cảnh tượng này Phiêu Ẩn ở một bên cũng không khỏi thấy ớn lạnh. Cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Xem ra chúng ta cần phải hợp tác với nhau rồi, nhưng đây là chuyện của các cậu, chúng tôi không cần phải liều mạng. Thế nào, giao hết toàn bộ quyền của tòa lâu đài cổ, hôm nay tôi sẽ cứu cậu một mạng, nếu không Phiêu Ẩn cũng phải chết ở đây. Roger lạnh lùng đe dọa. Đối mặt với cao thủ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, hai thiên vương 4 sao cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Ngoài ra còn cần Irina ra tay trợ giúp mới có thể đánh bại được đối phương. Còn giết được đối phương thì đừng mơ. Tiêu Chính Văn chỉ đưa mắt nhìn người mặc đồ đen đó. Khẽ lắc đầu nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nhường lại tòa lâu đài cổ cho các người, sao cứ nghe không hiểu mãi thế. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng hơi mất kiên nhẫn. Đối phương 5 lần 7 lượt đòi toàn bộ quyền sở hữu lâu đài cổ với mình, nếu không phải nể mặt đối phương không có ác ý thì Tiêu Chính Văn đã ra tay đánh người từ nãy rồi.
Chương 2069. Roger cười khẩy nói, chàng trai, tôi thấy cậu chỉ là một người bình thường nên mới tận tình khuyên bảo, cậu có biết người đối diện cậu đáng sợ thế nào không? Dù là ở đất nước nào, cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao cũng là sự tồn tại đỉnh cao, lẽ nào đến giờ cậu vẫn chưa hiểu tòa lâu đài cổ này không thể nào thuộc về cậu sao? Tiêu Chính Văn cười gượng, lắc đầu nói, tôi không hiểu, nơi này là do tôi bỏ tiền ra mua về, không thuộc về tôi lẽ nào thuộc về ông sao? Roger nghiến răng hung dữ nói, sở dĩ cậu vẫn có thể sống đến giờ là vì có chúng tôi bảo vệ cậu. Nếu không phải cô Irina mềm lòng thì cậu đã chết ở nhà hàng đó rồi. Cậu có biết người phái cao thủ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao đến giết cậu đáng sợ thế nào không? Dù có là gia tộc Bru cũng chỉ có thể ngang vai vế với đối phương thôi. Một doanh nhân Hoa Quốc nhỏ nhoi như cậu là thá gì? Cậu nghĩ gia tộc Canter có thể bảo vệ được cậu sao? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn Roger, lắc đầu nói, trước giờ tôi không cần bất cứ ai bảo vệ cả, hơn nữa sau này cũng không cần. Còn nữa, nơi này là nhà tôi, không được tôi cho phép, ai cho các ông tùy tiện bước vào đây. Nghe anh nói thế, mắt Roger lập tức đỏ ngầu. Không để ông ta lên tiếng, Irina vội khoát tay ngăn cản Roger, đừng quên những lời tôi vừa nói với ông. Ngực Roger phập phồng lên xuống, kiềm chế cơn giận lùi về sau một bước. Anh Tiêu, lẽ nào anh không nghĩ anh nói thế rất nực cười sao? Nếu không phải Roger ra tay, anh nghĩ bây giờ anh còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi được sao? Irina đã tức đến độ mặt mày tái nhợt. Sao người Hoa Quốc này lại ngu ngốc như thế chứ? Đối phương đã cử cao thủ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao đến chứng tỏ đối phương đã quyết tâm có được tòa lâu đài cổ này. Dù là gia tộc Bru cũng phải suy xét cẩn thận có nên tranh giành với đối phương hay không. Một doanh nhân Hoa Quốc mà lại cố chấp đối đầu với thế lực đáng sợ như thế chỉ vì tòa lâu đài cổ này sao? Cô chủ, tôi vẫn muốn nói câu đó, có vài người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi nghĩ để cậu ta chịu thiệt một chút, cùng lắm chúng ta bắt tay lại đánh người này. Roger híp mắt hung ác nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Ông ta nghĩ chỉ cần Fion bị đối phương đánh bại, Tiêu Chính Văn sẽ mất hết tự tin. Đến lúc đó, lấy tính mạng để uy hiếp cậu ta, ông ta không tin Tiêu Chính Văn không nghe theo. Là người ai cũng đều sợ chết, Tiêu Chính Văn cũng không ngoại lệ. Ông ta cứ nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ suy xét kỹ lời nói của ông ta, nhưng tiếc là Tiêu Chính Văn đi thẳng đến cạnh tủ rượu, lấy một chai rượu vang ra rồi rót vào ly. Bưng ly rượu lên nhấp một hớp, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nói với Fion, ừ, người Âu Lục các anh làm ăn kinh doanh tận tâm đấy, mua tòa lâu đài cổ còn được tặng miễn phí rượu bên trong. Chương 2070. Rượu này ngon đấy, anh cũng có thể nếm thử. Tiêu Chính Văn nói thế khiến Roger suýt thì tức hộc máu. Fion cười gượng, hắn cũng rất muốn nếm thử rượu vang nhưng vấn đề là hắn đứng rất gần với cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sau đó. Lúc này hắn không có gan động đậy chứ đừng nói đến uống rượu. Chàng trai, cậu cũng ngạo mạn lắm, nhưng đây không phải là Hoa Quốc. Không phải dựa vào chút quan hệ là có thể giải quyết được mọi chuyện. Dù có là cao thủ hàng đầu của gia tộc Bru cũng phải cung kính khi ở trước mặt tôi. Một doanh nhân Hoa Quốc như cậu mà lại dám xem thường tôi à? Dứt lời, người kia kéo mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy khuôn mặt đầy những vết dao và vết sẹo, Roger khiếp sợ, toàn thân ớn lạnh. Người này rất nổi tiếng ở Âu Lục, trước đây tộc trưởng của ba gia tộc lớn đều đã chết trong tay người này. Thích khách, Son, Roger vô thức bảo vệ Irina. Nếu là người khác thì vẫn sẽ nể mặt gia tộc Bru không dám làm gì Irina nhưng Son thì khác. Mấy chục năm trước, 10 gia tộc lớn đã có mối thù sâu đậm với ông ta. Người nhà của ông ta bị cao thủ 10 gia tộc lớn cử đến giết sạch, ông ta cũng giết mấy chục con cháu và tộc trưởng của 10 gia tộc lớn. Ha ha, Son đưa mắt nhìn Roger, điệu cười càng trở nên tàn ác nói, Roger, dẫn người gia tộc Bru cút đi. Hôm nay tôi chỉ muốn tòa lâu đài cổ này thôi, không muốn giết người. Nhất là không muốn giết phụ nữ. Roger lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với Irina, cô chủ. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này đi, không cần tòa lâu đài cổ này cũng được. Không được, trong tòa lâu đài cổ này có quá nhiều bí mật cực kỳ quan trọng với gia tộc Bru. Dù có chết ở đây, chúng ta cũng không thể dâng lâu đài cổ này cho người khác.
Irina kiên cường nói. Ha ha ha, Son bật cười khiến người khác dựng tóc gáy, chỉ vào Roger và Irina nói, gia tộc phía sau hai người không thể bảo vệ được hai người đâu, hơn nữa giết hết các người ở đây thì ai biết là do tôi làm chứ? Chắc chắn Son không phải đang đe dọa mọi người. Với thực lực của ông ta, muốn giết đám người Roger là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Roger và Fionn chết thì Irina và Tiêu Chính Văn còn có khả năng phản kháng nữa sao? Tất cả mọi người đều chết, không ai có thể biết được rốt cuộc vụ án này là do ai làm. Dù gia tộc Drew sai người đi điều tra cũng khó mà điều tra cặn kẽ. Không chỉ có Roger hoảng sợ mà ngay cả Irina cũng sợ hãi. Chương 2071. Rất dễ nhận ra từ vẻ mặt của Son, dù bây giờ bọn cô ta muốn đi, Son cũng sẽ không cho đi. Roger trước đó còn tỏ ra cao ngạo, lúc này cũng khiếp sợ mặt mày trắng bệch, không khỏi lùi về sau. Có trách thì chỉ có thể trách các người không biết thức thời. Sao các người có thể sở hữu tòa lâu đài cổ của Đại đế Charlie được chứ? Đó chỉ có thể thuộc về cường giả đứng đằng sau tôi thôi, các người còn chẳng có tư cách chạm vào nó. Vừa dứt lời Son chậm rãi bước về phía Roger và Irina. Ông ta nghĩ hai người này là mối đe dọa lớn nhất. Còn Fionn và Tiêu Chính Văn đã xác định không thể thoát khỏi bàn tay ông ta rồi. Giết lúc nào cũng thế thôi. Ngược lại để người gia tộc Drew chạy thoát lại cực kỳ bất lợi cho ông ta. Lúc này Roger và Irina đã lùi đến góc tường. Đằng sau là bức tường vững chắc, thấy Son từng bước ép sát. Lưng áo của Roger đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Son còn chưa ra tay, một giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn vang lên từ sau lưng ông ta. Ông không nghĩ giết người trên phần đất cá nhân của tôi là quá đáng lắm sao? Nghe thấy thế, ngoài Fionn thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhất là Roger ngây ngốc nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin. Đối mặt với cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao mà Tiêu Chính Văn còn dám kiêu ngạo thế à? Lẽ nào Tiêu Chính Văn không nhìn ra ngay cả họ cũng rất sợ Son sao? Một người bình thường như Tiêu Chính Văn lại dám chất vấn Son bằng giọng điệu này ư? Thật ra nãy giờ Son vẫn không để ý đến Tiêu Chính Văn, cứ nghĩ anh chỉ là một người bình thường mà thôi. Suy cho cùng, ông ta cũng không cảm nhận được chút hơi thở của cường giả nào trên người Tiêu Chính Văn. Thật ra cũng không thể trách Son được. Dù có là Andre thì cũng giống Tiêu Chính Văn thôi. Bình thường thì không thể cảm nhận được hơi thở cường giả, chỉ có khi ra tay đánh mới để lộ ra hơi thở đáng sợ bất thường. Đây chính là điểm khác biệt giữa cảnh giới thiên thần và cảnh giới thiên vương. Đạt đến cảnh giới thiên vương, càng bình thường không có gì nổi bật, càng hòa một thể với mọi thứ xung quanh, ngược lại càng mạnh. Son quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Những lời Tiêu Chính Văn vừa nói đã hoàn toàn chọc giận ông ta. Hai, đúng là không biết sợ là gì, lần này không ai cứu nổi cậu rồi. Chương 2072. Roger lắc đầu lạnh lùng nói. Lúc này Roger đã không còn ôm ảo tưởng nữa. Nếu Son không muốn bỏ qua cho ông ta và Irina thì ông ta có muốn cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Son. Cách biệt về thực lực của hai bên quá lớn. Chàng trai, ngông cuồng cũng phải có mức độ, vốn dĩ Son không để ý đến cậu, nếu cậu cầu xin ông ta tha thì có lẽ ông ta sẽ cho cậu một con đường sống. Dù sao người như cậu cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ trong mắt bọn tôi thôi. Nhưng cậu lại cứ cố chấp, không nên nhiều lời vào lúc này. Roger cho rằng nếu không có ông ta, Tiêu Chính Văn đã không sống đến bây giờ. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn là người có khả năng sống sót nhất, sau đó đưa tin tức về cho người của gia tộc Drew. Nhưng cơ hội sống duy nhất cũng bị một câu của Tiêu Chính Văn phá hủy. Ngay cả Irina cũng thầm của trách Tiêu Chính Văn không nên khoe mẽ vào lúc này. Chỉ là Tiêu Chính Văn không để ý đến Roger mà lạnh nhạt nhìn Son. Lúc này Tiêu Chính Văn dần tỏa ra sát khí. Tòa lâu đài cổ này là tài sản cá nhân anh bỏ một số tiền lớn mua về. Kết quả đám người này cứ xông vào nhà anh như đi qua cổng thành vậy. Xem ra đám người Âu Lục đều là lũ ngu đần, không để họ dính chút máu thì không bao giờ biết nên tôn trọng người khác. Son và Tiêu Chính Văn chố mắt nhìn nhau, sát khí trong mắt dần hiện lên, cười khẩy nói, tôi không chỉ muốn giết người ở trong nhà cậu mà còn muốn cậu chết chung, cậu có thể làm gì được tôi? Có thể làm gì được ông à?
Tiêu Chính Văn bật cười, chỉ là nụ cười đó còn ẩn chứa sát khí. Ngay sau đó cơ thể Tiêu Chính Văn mở đi như một bóng ma, rồi bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt Son. Không để Son hoàn hồn lại từ kinh ngạc, Tiêu Chính Văn vung tay lên đánh mạnh vào mặt Son. Đầu Son lệch sang một bên, cả người văng ra xa như một viên đạn. Sau khi va mạnh vào tường, ông ta bật ngược trở lại rồi rơi xuống dưới chân Tiêu Chính Văn. Rầm, cả người Son rơi xuống đất khiến đất bụi bay tứ tung. Tốc độ ra tay của Tiêu Chính Văn quá nhanh, sức lực lại còn mạnh. Hơn nữa không hề phát ra tiếng gió, động tác như nước chảy mây trôi. Sau khi ngã xuống đất, Son chỉ cảm thấy hai mắt nổ đom đóm, thậm chí trước mắt tạm thời không nhìn thấy được gì. Phải đến nửa phút sau, thị lực của Son mới khôi phục bình thường. Cú đánh này khiến Son có cảm giác như mặt mình vừa va chạm với một ngôi sao băng, thậm chí không kịp cảm thấy đau đớn gì thì mặt đã sưng vù. Nhìn thấy cảnh tượng này, Irina ngây người. Chương 2073. Roger trợn to mắt há hốc miệng, thậm chí có thể nhét vừa một quả trứng gà vào miệng. Người kia là Son đấy, thích khách Son. Biết bao nhiêu cao thủ trong 10 gia tộc lớn đều chết thảm trong tay ông ta. Một cao thủ phải khiến Roger sợ hãi như thế mà lại bị một cú đánh của Tiêu Chính Văn làm cho bị thương nặng. Lúc này Son vừa hồi phục được chút thần trí, tức giận hét lên. Ông ta vừa định đứng dậy thì một chiếc giày da bóng loáng đạp thẳng lên mặt ông ta. Mặt Son bị chiếc giày da dẫm lên sắp biến dạng. Nhưng bất kể ông ta giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi chiếc giày da đó. Ông nói xem tôi có thể làm gì được ông. Tôi nói ông đừng giết người ở trong nhà tôi, tại sao ông lại không nghe lời khuyên chứ? Nói xong, chân Tiêu Chính Văn hơi dùng sức. Rắc rắc, Son chỉ cảm thấy xương cốt của mình đang đứt gãy, cơn đau thấu xương lan khắp mặt. Đau đến nỗi Son muốn ngất đi cho xong. Không để Son lên tiếng, bàn chân Tiêu Chính Văn lại dùng thêm sức. Bùm, thích khách Son tung hoành ở Âu Lục mấy chục năm lại bị giẫm nát đầu trong tích tắc. Vật thể màu đỏ văng ra xa mấy mét, thậm chí văng lên mặt Roger. Nhưng Roger vẫn không có gì gọi là bất mãn, ông ta không dám. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn xoay người lại nhìn Roger nói, ông nghĩ tôi cần ông bảo vệ không? Roger bị Tiêu Chính Văn hỏi đến mức đỏ mặt, vội cúi đầu xuống. Lúc này sau lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đâu dám nói nhiều thêm nửa chữ. Đừng nhìn Tiêu Chính Văn kết liễu Son dễ dàng như thế mà lầm. Ông ta biết rất rõ có 10 người như ông ta hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của Son. Cách biệt ở giữa này lớn đến mức nào? Thậm chí nói không khoa trương, nếu Tiêu Chính Văn tung cú đấm lúc nãy vào mặt ông ta, e là ông ta đã đi gặp Thượng Đế từ đời nào rồi. Tôi nói lại lần nữa, nơi này là nhà tôi không thích bị người khác làm phiền. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chương 2074. Tiêu Chính Văn dứt lời. Âm thanh vang vọng hồi lâu khắp tòa lâu đài, nhưng không ai dám nói một lời. Roger và Irina cũng cúi đầu không nói gì. Người vừa bị Tiêu Chính Văn chém chết là Son, một người nổi danh đã lâu khắp Âu Lục. Roger và Irina biết rất rõ người này rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Có lần, Roger đã từng tận mắt chứng kiến ông ta giết cả một thành phố. Hơn nữa, quốc gia bị tàn sát lúc đó đã cử một số lượng quân đội lớn đi đuổi giết. Thậm chí còn sử dụng những vũ khí có tính sát thương cực mạnh. Dù vậy, cũng không thể làm tổn thương đến một cọng lông của Son. Nhưng chỉ một phút trước, Son đã chết, cả quá trình đều rất nhẹ nhàng. Nghĩ lại những lời lúc nãy mình vừa nói với Tiêu Chính Văn, Roger cảm thấy thật ngu ngốc. Trước giờ bọn họ vẫn bảo vệ Tiêu Chính Văn sao? Tiêu Chính Văn cần bọn họ bảo vệ à? Cho dù có mạnh như Son, thì ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng không thể chịu nổi một đòn. Irina cười gượng, tự giễu khẽ lắc đầu. Bây giờ cô ta giống như một trò cười. Khó trách thái độ của Tiêu Chính Văn đối với cô ta và Roger vẫn luôn thờ ơ như vậy. Thì ra, Tiêu Chính Văn chưa từng coi bọn họ ra gì. Thử nghĩ xem, một người khổng lồ sao có thể để ý tới một con kiến chứ? Còn cô ta, lại luôn cho rằng Tiêu Chính Văn không biết điều, là cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn Tiêu Chính Văn. Sự trái ngược to lớn giữa trước và sau này. Khiến Irina chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. So với Tiêu Chính Văn thì những nhân tài xuất chúng quý tộc suốt ngày vây quanh anh chẳng đáng để nhắc tới.
Mặc dù những người đó đều có thân phận cao quý, tất cả đều có tài năng đáng kinh ngạc, đều là người xuất sắc trong số những người đồng trang lứa. Nhưng so với Tiêu Chính Văn, bọn họ giống như ánh lửa đi so sánh với ánh trăng. Hai bên vốn không chung một tầng lớp, người Hoa Quốc mà trước nay người Âu Lục của bọn họ vẫn luôn coi thường và chế nhạo, lại xuất chúng như vậy, điều này đã thật sự khiến Irina phải thay đổi quan điểm trước đây của mình về người Hoa Quốc, đặc biệt là những người thanh niên của Hoa Quốc. Cô ta thậm chí đã lục tung trí nhớ của mình, cũng không tìm được một người thanh niên có thể so sánh với Tiêu Chính Văn. Đừng nói là thế hệ thanh niên, cho dù là thế hệ trước, hay hai thế hệ trước kia cũng rất khó có ai sánh ngang vai với Tiêu Chính Văn. Trong lúc Irina đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Phiêu ẩn vội vàng chạy đến trước bàn, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, vô cùng cung kính nói, anh Tiêu, điện thoại của anh. Chương 2075. Nhìn thấy Phiêu ẩn hành lễ quý tộc chuẩn mực với Tiêu Chính Văn, Irina như bừng tỉnh sau một giấc mơ. Cô ta đáng lẽ nên sớm nhận ra rằng đối phương không tầm thường. Từ đầu đến cuối, Phiêu ẩn vẫn luôn ở bên cạnh phục vụ cho Tiêu Chính Văn, phục tùng như một con cừu non ngoan ngoãn. Đó là Phiêu ẩn, người có thể sánh vai cùng học trò Oma của Andre đấy. Cho dù trong học viện võ thuật, hắn cũng được xưng là cao thủ số một. Nghĩ tới đây, gương mặt Irina càng đỏ bừng. Cô ta vẫn luôn cho rằng mình là người suy nghĩ kín đáo, không ngờ rằng lý do Phiêu ẩn cung kính với Tiêu Chính Văn là vì thực lực siêu nhiên của anh, chứ không phải do năng lực tài chính của anh. Mọi thứ cũng bắt nguồn từ thân phận quý tộc Âu Lục cao ngạo của cô ta. Thật ra cũng không phải cô ta chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng ngay từ đầu đã bị cô ta bác bỏ. Irina ngơ ngác đứng tại chỗ, sững sờ nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, trong lòng thật sự có một cảm giác khó nói nên lời. Một giây sau, Irina đột nhiên nhớ ra. Chỉ trong vài tiếng trước, đã xảy ra một sự việc làm chấn động cả toàn bộ Âu Lục, lẽ nào cũng liên quan đến Tiêu Chính Văn. Nhất định là thế, ngoại trừ Tiêu Chính Văn ra, có ai không ham muốn trận pháp lớn mạnh nhất đã bị phong tỏa mấy trăm năm trong tòa trận pháp chứ? Ngay cả người của gia tộc Bru cũng thèm muốn cuốn trận pháp bí mật đó. Nghĩ đến đây, Irina lại lần nữa nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chính Văn, khuôn mặt càng nóng bừng hơn. Cô ta từ nhỏ đã lớn lên trong gia tộc Bru, một gia tộc lớn của Âu Lục, từ khi sinh ra đã tự cho mình siêu phàm, cho dù là những chàng trai quý tộc, những thành viên trong gia đình hoàng gia, ở trước mặt cô ta cũng chẳng qua chỉ là những hạng người tầm thường. Cô ta chưa từng có cảm giác rung động này, nhưng đối diện với Tiêu Chính Văn, trái tim cô ta như có một con nai nhỏ chạy loạn khắp nơi. Ngay khi Irina ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, chuẩn bị tiến lên phía trước để kết giao với Tiêu Chính Văn lần nữa, thì Phiêu ẩn vô thức nhìn về phía cô ta và Roger. Trong ánh mắt mơ hồ mang theo một vẻ căm thù, Tiêu Chính Văn nhận lấy điện thoại, xua tay với Phiêu ẩn nói, không cần để ý tới bọn họ. Nghe lời của Tiêu Chính Văn, Phiêu ẩn mới thu hồi ánh mắt lạnh thấu xương của mình, rồi mở miệng nói, vâng, thưa anh Tiêu. Tiêu Chính Văn nhận cuộc gọi, nói với Trần Khai Quốc ở đầu dây bên kia, Khai Quốc, có chuyện gì không? Nghe thấy giọng nói của Tiêu Chính Văn, Trần Khai Quốc hơi kích động nói, cậu Tiêu, chúng tôi đã nắm được tin tình báo xác thực, Mã Vĩnh Lợi đang ở Âu Lục, chưa có phần tin tức tình báo nào bị bán ra ngoài. Trước đây ông ta đã bán một tin tức tình báo rất quan trọng cho một người tên là Carlo. Bây giờ chúng tôi đã điều tra ra tung tích của người đó rồi, chỉ có điều gì? Giọng của Tiêu Chính Văn hết sức bình thản. Chương 2076. Cậu Tiêu, thế lực phía sau của người đó rất lớn, ông ta có mối quan hệ rất mật thiết với gia tộc Cai xếp thứ hai ở Âu Lục. Muốn bắt ông ta về Hoa Quốc, hay muốn lấy lại thông tin tình báo về đều hết sức khó khăn. Cho nên, Tổng Tư lệnh Tần muốn tôi hỏi cậu, có cách giải quyết nào không? Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lúc, nói với Trần Khai Quốc, có ảnh của người đó không? Có, tôi lập tức gửi cho cậu. Nói xong, Trần Khai Quốc cúp điện thoại. Chưa đầy 10 giây, Trần Khai Quốc đã gửi hình ảnh đến điện thoại của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ cúi đầu xem, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Phiêu ẩn nói, anh có quen người này không? Phiêu ẩn nhìn kỹ tấm hình rồi nói, anh Tiêu, nếu tôi không lầm thì ông ta hình như là tay chạy việc vặt bên ngoài của gia tộc Cai, cũng là người liên hệ làm ăn, tên là Carlo Cút, chúng tôi thường gọi ông ta là Lão Carlo. Anh có thể tìm được ông ta không?
Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Phiêu Ẩn do dự một lúc, gật đầu lia lịa nói, có thể. Gia tộc chúng tôi và ông ta còn có một số giao dịch trong việc làm ăn, người này bây giờ đang ở thủ đô nước Phá Lý, tìm ông ta có lẽ không khó. Được, lập tức liên hệ ông ta, chúng ta đi. Tiêu Chính Văn nói xong, xoay người đi ra ngoài cửa. Cơ mật của Hoa Quốc tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết, vì vậy, cho dù như thế nào Tiêu Chính Văn cũng phải truy bắt tin tình báo của Hoa Quốc đã bị Mã Vĩnh Lợi bán rẻ. Thấy Tiêu Chính Văn đi tới trước cửa, Irina mới lấy hết dũng khí, bước ra một bước. Nhưng cô ta chưa kịp mở miệng, Tiêu Chính Văn đã sớm đi ra ngoài lâu đài. Hy vọng các người rời khỏi đây trước khi anh Tiêu trở về. Phiêu Ẩn đứng ở cửa xoay người lại nói với Irina và Roger. Anh Tiêu, Irina vẫn hướng về bóng lưng Tiêu Chính Văn hét lên một tiếng. Cô ta tin rằng với sắc đẹp của người đẹp xếp thứ ba Âu Lục của cô ta, nhất định có thể khiến Tiêu Chính Văn phải ngoái nhìn. Đáng tiếc, kết quả lại khiến cô ta vô cùng thất vọng. Tiêu Chính Văn thậm chí cũng không quay đầu lại, mà ngồi thẳng vào xe. Mặt Phiêu Ẩn không chút biểu cảm ra khỏi lâu đài, cũng không nhìn Irina lần nữa, mà vừa đi về phía chiếc xe cách đó không xa, vừa gọi điện thoại. Sau 5 phút, Phiêu Ẩn mới lên xe rồi khởi động xe, chạy về phía tây nam. Phía tây nam của thủ đô nước Phá Lý là khu vực có rất nhiều lâu đài quý tộc. Những lâu đài cổ này cũng khẳng định cho sự thịnh vượng trước đây của vương quốc. Băng qua một đoạn khu rừng rậm rạp, xe dừng lại ở trước một tòa lâu đài, dưới sự dẫn dắt của Phiêu Ẩn, Tiêu Chính Văn đi vào một lâu đài cổ. Lúc này, một đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đang uống rượu vang. Khi thấy Phiêu Ẩn và Tiêu Chính Văn, người đàn ông trung niên không khỏi sững sờ, nhíu mày nói Phiêu Ẩn, không phải cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Sao lại dẫn theo người Hoa Quốc đến? Chương 2077. Người đàn ông trung niên vừa lên tiếng chính là lão Caclo. Trong hiện thực lão cũng không già như trong lời đồn. Mà người này cực kỳ xảo quyệt, có cảm giác hơi đa mưu túc trí, thế nên mới có biệt hiệu như thế. Mặc dù lão không thể một tay che trời ở nước Phá Lý. Nhưng dựa vào thế lực của gia tộc Cai cũng xem như là một trong những nhân vật đỉnh cấp nhất. Đối mặt với ngôi sao mới của gia tộc Canter, thái độ của lão cũng cứng rắn hơn. Phiêu Ẩn không cảm xúc nói Caclo, người đang đứng sau tôi muốn gặp ông, có việc quan trọng. Gì cơ, Caclo cẩn thận đánh giá Tiêu Chính Văn, khinh thường cười khẩy. Chẳng qua là một thanh niên Hoa Quốc mà thôi, lúc nào mà đến lượt người Hoa Quốc láo xược trước mặt lão Caclo thế. Nơi này là Âu Lục, không phải Hoa Quốc. Dù có là thiên tử Hoa Quốc đến, Caclo cũng không sợ. Tôi hy vọng cậu nghĩ kỹ hãng lên tiếng, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Caclo lạnh lùng hỏi. Tất nhiên là nói chuyện với ông. Nói xong, Phiêu Ẩn nghiêng người đẩy ghế đến cho Tiêu Chính Văn. Sau khi Tiêu Chính Văn ngồi xuống, Phiêu Ẩn rất tự nhiên đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hả, Caclo không khỏi nhíu mày. Mặc dù địa vị của Phiêu Ẩn không cao nhưng lại là niềm hy vọng của gia tộc Canter, cậu ta có thái độ cung kính với Tiêu Chính Văn như thế là sao? Cậu tìm tôi có việc gì à? Caclo cảnh giác nhìn Tiêu Chính Văn nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, cứ xem là vậy đi, nếu tôi không nói sai thì không lâu trước đó ông mới mua được một bản tình báo từ trong tay một người Hoa Quốc tên là Mã Vĩnh Lợi phải không? Có chuyện này sao? Caclo nhíu chặt mày. Nhìn Tiêu Chính Văn hồi lâu mới ngờ vực nói, rốt cuộc cậu có ý gì? Tôi không có ý gì cả, ông trả bản tình báo đó lại cho Hoa Quốc, sau đó chủ động đến Hoa Quốc nhận lỗi, chịu trừng phạt của pháp luật Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Caclo sừng sốt một chốc, sau đó khinh thường bật cười. Đúng là không biết trời cao đất dày, thế mà dám nói chuyện với lão như thế, đồ không biết sống chết. Chàng trai, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Tôi không biết cậu nghe được tin tức từ đâu, nhưng yêu cầu của cậu nực cười lắm. Bất kể cậu là đặc công Hoa Quốc hay đặc phái viên Hoa Quốc, cậu chắc chắn phải thất vọng quay về rồi. Chương 2078. Caclo chế giễu nói. Nơi này là địa bàn chủ chốt của thế lực gia tộc Cai. Ở đây dù là quốc vương nước Phá Lý cũng không dám làm gì được lão. Càng không dám đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Một thanh niên Hoa Quốc lại dám mở miệng ngông cuồng bảo lão giao tin tình báo quan trọng đó ra.
Trước tiên không nói lão có đồng ý hay không, gia tộc Cai cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Chính Văn hứng thú nhìn Các Lô, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Thấy Tiêu Chính Văn vẫn bình thản như thế, ánh mắt còn hiện lên vẻ kiên định, Các Lô cười khẩy nói, sao nào, cậu vẫn rất cố chấp. Tôi không ngại nói thật cho cậu biết, dù là Tổng Tư lệnh Hắc Băng Đài Hoa Quốc Tần Vũ cũng không dám nói mấy lời lớn lối như thế. Nơi này là nước Phá Lý, không phải Hoa Quốc. Cậu phải biết ở đây tôi mới là người có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào. Còn cậu chỉ là một con kiến bé nhỏ thôi. Dứt lời, Các Lô lạnh lùng nhìn Phi Uẩn, vừa lấy điện thoại ra vừa cười nhạo nói Phi Uẩn, tôi dám đảm bảo cậu sẽ trả một cái giá đau đớn cho chuyện ngày hôm nay. Dù là gia tộc Canter cũng không thể bảo vệ được cậu. Phi Uẩn cứ như không nghe thấy lời của lão, vẫn đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Phi Uẩn hoàn toàn xem những lời đe dọa của Các Lô như một trò cười. Cả Âu Lục này ai dám đắc tội với người mà ngay cả Andre cũng phải cúi đầu chứ? Khuôn mặt này của Tiêu Chính Văn chính là bùa hộ mệnh của hắn. Chỉ cần có Tiêu Chính Văn ở đây, Phi Uẩn có thể xem thường bất kỳ một ai. Thế nên hắn không cần thiết phải so đo với Các Lô. Kết quả của chuyện này sẽ vả vào mặt lão Các Lô thay hắn. Tiêu Chính Văn bưng ly cà phê lên uống một hớp, không có ý bước đến ngăn cản. Cho đến khi Các Lô gọi điện xong, Tiêu Chính Văn vẫn tỏ ra bình tĩnh như thế. Không lâu sau, chuông điện thoại của Tiêu Chính Văn vang lên, cúi đầu nhìn màn hình thì thấy là Tần Vũ gọi đến, lúc này Tiêu Chính Văn mới nhấc máy lên. Cậu Tiêu, hay là bỏ qua chuyện bản tình báo đó đi, vừa rồi đại sứ nước Phá Lý và nước Thủy đích thân đến gặp thiên tử, họ tỏ ý không hài lòng với cách làm của cậu. Bây giờ quan hệ ngoại giao của Hoa Quốc đang ở thời điểm quan trọng. Thế nên ý của thiên tử là cứ giao cho tôi xử lý. Tiêu Chính Văn dứt khoát ngắt lời. Tần Vũ do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được rồi, nhưng cố gắng đừng xảy ra tranh chấp về ngoại giao, nếu không Hoa Quốc chúng ta sẽ vô cùng bị động. Nói xong Tần Vũ cúp máy. Chương 2079. Các Lô đắc ý nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, thế nào? Là Tổng Tư lệnh Hắc Băng Đài của các cậu gọi đến phải không? Muốn lấy tình báo từ chỗ tôi. Ha ha ha, dù Hắc Băng Đài của các cậu biết rõ tình báo trong tay tôi, cậu hỏi Tần Vũ xem cậu ta có dám lấy không? Thái độ trong lời nói này cực kỳ ngông nghênh, đồng nghĩa với việc đang khiêu khích một nước. Nhưng không ai dám cãi lại những lời Các Lô nói, càng không ai dám chế nhạo lão. Tài nguyên của gia tộc Cai chính là tài nguyên của lão. Có thể nói gia tộc Cai một tay che trời, không gì là không làm được ở Âu Lục. Thế nên Các Lô tự nhiên có thể xem thường mọi thứ. Các Lô vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên vai gắn 5 ngôi sao vàng sải bước đi vào phòng khách. Nhiệt liệt chào đón nguyên soái Mario, Các Lô đắc ý đứng lên cười nói. Mario mặc bộ quân phục đứng thẳng người nhìn Tiêu Chính Văn và Phi Uẩn nói, tôi nghe nói ở đây có người muốn làm khó ông Các Lô. Tôi chỉ đại diện cho phía quân đội nước Phá Lý tỏ ý ông Các Lô là bạn tốt của chúng tôi. Nghe Mario nói, Các Lô càng thêm đắc ý, khinh bỉ quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói, chàng trai, bây giờ cậu nên hiểu lời đề nghị vừa rồi của cậu buồn cười đến mức nào rồi chứ? Lần sau có chuyện tương tự như này phải nhớ nên điều tra kỹ càng, nếu không cậu không biết mình sẽ chết thế nào đấy. Tôi có thể hiểu là ông đang đe dọa tôi không? Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh hỏi. Các Lô nhấp một hớp rượu, vung tay nói, không cần hiểu, tôi đang có ý đe dọa cậu đấy, cả nước Phá Lý này ai mà dám động vào tôi. Đừng nói là đe dọa, giữ cậu lại ở đây mãi mãi thì có làm sao. Lai lịch của tôi là thứ cậu có thể đuổi kịp được sao. Chỉ cần một ngón tay của tôi cũng có thể bóp nát một toa xe, những nhân vật nhỏ như cậu mà muốn đòi tình báo với tôi à. Có lẽ cậu ở trong Hắc Băng Đài cũng chẳng ra sao. Tần Vũ xem cậu thành lá chắn đến thăm dò thái độ của tôi, nhưng tôi không có hứng thú nghiền nát con kiến như cậu. Cút về Hoa Quốc, sau này đừng đến Âu Lục nữa, nếu không cậu sẽ chết không toàn thây. Tiêu Chính Văn bị mấy lời của Các Lô chọc cười, lắc tay nói, chỉ ít cho tới lúc này tôi không nhìn thấy sức mạnh có thể khiến tôi chết không toàn thây của ông, tôi rất tò mò rốt cuộc ông lấy đâu ra tự tin như thế. Các Lô hừ một tiếng nói, được. Vậy tôi gọi thêm một cú điện thoại gọi một người đến đây, cậu sẽ hiểu hết mọi chuyện. Dứt lời,
Carlo lại lấy điện thoại ra lắc trước mặt Tiêu Chính Văn. Được, bất kể ông gọi ai đến, tôi đều ở đây đợi ông. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, Carlo đã ngửa mặt cười phá lên. Chương 2080. Theo lão thấy, người thanh niên Hoa Quốc trước mặt này thật không biết trời cao đất dày. Người dám hoành hoang ở trước mặt lão như vậy, e rằng còn chưa ra đời. Sau khi cười một chàng hồi lâu, Carlo mới bấm nhận cuộc gọi nói với Tiêu Chính Văn, chàng trai trẻ, tôi chỉ không muốn thấy cậu chết một cách vô ích. Vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi tôi có thể cân nhắc mà bỏ qua cho cậu. Nếu không, một khi người tôi mời mà đến, thì không chỉ một mình cậu gặp xui xẻo, mà ngay cả cấp trên của cậu là Tần Vũ cũng sẽ xui xẻo theo. Những lời này của lão, không phải đang đe dọa Tiêu Chính Văn. Với sức ảnh hưởng của gia tộc Cai, thậm chí có thể kêu gọi mười mấy nước nhỏ của Âu Lục cùng lúc cắt đứt quan hệ với Hoa Quốc. Điều này sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn với địa vị quốc tế của Hoa Quốc. Thậm chí Hoa Quốc rất có khả năng sẽ bị hai tập đoàn có thế lực lớn như Âu Lục và Mỹ Lục cho ra rìa. Đây là cục diện mà thiên tử không muốn nhìn thấy nhất, là người khơi mào chuyện này thì Tần Vũ tất nhiên sẽ bị thiên tử khiển trách. Chàng trai trẻ, nể tình chúng ta đều là quân nhân, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, nếu để người phía sau của ông Carlo đến, thì sẽ không để yên chuyện này đâu. Gia tộc đó không phải là gia tộc mà người như cậu có thể dễ dàng đắc tội được đâu. Mario gõ nhẹ vào mặt bàn, nói với vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Với tư cách là nguyên soái lục quân của nước Phá Lý, Mario biết rõ gia tộc đó có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào. Thậm chí việc lão có thể trở thành nguyên soái lục quân cũng là nhờ vào phúc của gia tộc đó. Tôi nói rồi, cứ việc gọi kẻ chống lưng mạnh nhất mà ông cho là có thân phận rất lớn phía sau ông ra đây, tôi sẽ chờ. Tiêu Chính Văn căn bản không vì thế mà dao động. Carlo cười nhạt nói, được lắm, hy vọng một lát nữa, cậu còn có thể bình tĩnh như vậy. Nói xong, lão bấm phím gọi. Chưa đầy nửa tiếng, cổng lớn của lâu đài lại lần nữa được mở ra. Chỉ thấy một ông lão mặc áo đuôi én, dẫn theo bốn tên vệ sĩ chạy nhanh đến. Chỉ riêng bốn tên vệ sĩ đã có cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, có thể thấy được người này không tầm thường. Phiêu ẩn quay đầu liếc nhìn ông lão đó, vừa nhìn đã nhận ra là ông quản gia của gia tộc Cai. Nhưng đừng nói là ông ta, cho dù là tộc trưởng của gia tộc Cai đích thân đến thì đã sao. Vì vậy, Phiêu ẩn hoàn toàn giả vờ như không quen biết, quay thẳng đầu sang một bên. Khi thấy bóng dáng của ông lão đó, Carlo lập tức đứng dậy khỏi ghế, hành lễ quý tộc một cách rất kính cẩn với đối phương, ông Master, chào ông. Chương 2081. Nói xong, lão chỉ tay về phía Tiêu Chính Văn nói, ông Master, người này yêu cầu tôi phải giao tình báo mà trước đây Mã Vĩnh Lợi đã bán cho tôi, còn bắt tôi phải tới Hoa Quốc chịu sự trừng phạt của pháp luật Hoa Quốc. Lão vừa dứt lời, Master nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt cười giễu, chàng trai trẻ, đời cậu đến đây là hết. Bởi vì Tiêu Chính Văn vẫn luôn quay lưng lại với Master nên ông ta không hề nhận ra Tiêu Chính Văn. Hai mắt ông ta lóe sáng đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, lạnh giọng nói, này, người Hoa Quốc, chỗ này là Âu Lục. Dám bảo người của gia tộc Cai giao tình báo ra à? Người đó còn chưa ra đời đâu. Ồ, vậy bảo mấy ông quỳ xuống, được không? Tiêu Chính Văn xoay đầu nhìn về phía Master. Ngay lúc Tiêu Chính Văn mở miệng, gương mặt Master đã trắng bệch. Ngày hôm đó trên biển, ông lão chủ trì cuộc bán đấu giá chính là Master. Cả đời này ông ta cũng không quên được giọng nói của Tiêu Chính Văn. Nhất là ngay khi Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn, đôi chân Master thiếu chút nữa đã mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Vẻ mặt vốn đang trong cơn giận dữ của ông ta trong nháy mắt trở nên sợ hãi tột độ, như đang nhìn thấy một chuyện đáng sợ nhất. Carlo không chú ý tới sự biến hóa nhỏ này của Master, lão vừa xoay người nhìn Tiêu Chính Văn, vừa lạnh giọng nói, chàng trai trẻ, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Sau lưng tôi chính là gia tộc Cai. Đừng nói nước Phá Lý là lãnh địa của gia tộc Cai, cho dù là bất kỳ ngóc ngách nào ở Âu Lục, gia tộc Cai cũng có thể nghiền nát mọi thứ. Đừng nói là cậu, cho dù là Tần Vũ có đích thân đến, cậu ta cũng không dám nói với tôi những lời ngông cuồng như vậy. Bây giờ, cậu còn muốn tôi giao tình báo đó ra nữa không? Còn muốn bắt tôi đến Hoa Quốc nhận tội nữa không? Nói xong, Carlo ngửa mặt cười phá lên. Ngay cả quản gia của gia tộc Cai cũng đã đích thân đến đây,
còn dẫn theo 4 cao thủ cảnh giới thiên vương 2 sao, việc này đã không thể có chuyển biến khác nữa rồi. Đừng thấy Phi Uẩn vẫn đang đứng sau Tiêu Chính Văn mà lầm, thực tế cậu ta dám ra tay sao? Chỉ cần cậu ta dám ra tay thì đồng nghĩa với việc gia tộc Canter đang tuyên chiến với gia tộc Kai. Có điều giọng của lão vừa dứt, bốp, Master giơ tay tát mạnh vào mặt Kaklo, đánh gãy 3 cái răng cửa của lão. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Master đã biết Kaklo đã gây ra họa lớn. Ngày hôm đó ở trên biển, ngay cả Andre cũng bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Andre là sự tồn tại như vị thần của Âu Lục, nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn lại bị thua thảm hại, thậm chí ngay cả hơi sức đánh trả cũng không có. Hơn nữa, còn bị một mình Tiêu Chính Văn ép buộc phải đi đến Hoa Quốc, cúi đầu xin lỗi với thiên tử Hoa Quốc. Vì vậy, vừa về đến Âu Lục, gia tộc Kai đã lập tức thông báo tất cả thành viên trong gia tộc nhất định phải nhớ rõ hình ảnh của Tiêu Chính Văn trong đầu, tuyệt đối không được đắc tội. Bất cứ người nào vi phạm, lập tức bị trục xuất không nhân nhượng. Chương 2082. Nhưng gia tộc Kai hoàn toàn không ngờ được rằng, người vẫn luôn giúp xử lý việc làm ăn cho gia tộc bọn họ lại chọc giận đến đại phật này. Hơn nữa, còn nói năng ngông cuồng với Tiêu Chính Văn. Cho dù gia tộc Kai có một thiên thần như Andre chấn giữ, cũng không thể chống đỡ nổi sự trả thù của Tiêu Chính Văn. Chỉ với một nhát kiếm, đã có thể xóa toàn bộ thủ đô của nước Phá Lý ra khỏi bản đồ. Người như vậy có thể để cho một con chó theo đuôi như lão tùy tiện đắc tội sao? Một cường giả như vậy, đừng nói là trấn áp một gia tộc nhỏ bé, cho dù là cả một Âu Lục cũng có thể quét sạch được đấy. Ông Master, ông làm gì vậy? Kaklo hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Master, lão thật sự không hiểu, Master tại sao lại tát vào mặt mình. Kaklo, rất xin lỗi, kể từ bây giờ, ông và gia tộc Kai không còn một chút quan hệ nào nữa. Master nói với giọng điệu lạnh như băng. Kaklo nghe thấy thế, cả người sững sờ tại chỗ. Lão lại bị trục xuất ư? Trước đây, lão đã làm bao nhiêu việc cống hiến cho gia tộc Kai? Đã kiếm được vô số tiền cho gia tộc Kai. Nhưng bây giờ, trước đây, vì để giúp gia tộc Kai làm việc, lão đã đắc tội với bao nhiêu người quý tộc, gây thù kết oán với bao nhiêu hoàng thất. Nếu như bị trục xuất, kết cục đang chờ đợi lão sẽ như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Ông Master, ông không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi vẫn luôn một lòng trung thành với gia tộc Kai mà. Kaklo gào thét với khuôn mặt méo mó. Chương 2083. Không ngờ ngay khi Kaklo vừa dứt lời, Master đã tát một cú đau điếng vào mặt lão. Bốp, cú bạt tai vô cùng dứt khoát làm rụng luôn chiếc răng cửa cuối cùng của Kaklo. Đầu óc Kaklo trống rỗng, lão thật sự không biết mình đã làm sai ở chỗ nào. Thưa ông Master, cả đời này tôi đều làm việc cho gia tộc Kai, hơn nữa vẫn luôn trung thành tận tụy, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Kaklo không phục nói. Master nghe vậy không khỏi cười khẩy đáp, ông rất muốn biết tại sao à? Không sai, ông quả thực đã có rất nhiều đóng góp cho gia tộc chúng tôi và công lao của ông là không thể xóa nhòa, nhưng bây giờ ông đang đem tới cho gia tộc Kai chúng tôi một mối họa diệt vong. So với lỗi lầm của ông, tất cả những gì ông làm được trước đây đều không đáng nhắc đến. Tôi chỉ tước đoạt thân phận thành viên trong gia tộc Kai của ông, không giết chết ông ngay lập tức đã là một đại ân rồi. Nghe Master nói vậy, Kaklo hoàn toàn sững sờ. Mối họa diệt vong, gia tộc Kai có mối họa diệt vong sao? Ông có biết người ngồi trước mặt ông là ai không? Ông lại dám nói năng sằng bậy ở trước mặt cậu ấy. Ông cũng không soi gương lại xem, ông có xứng hay không? Đừng nói là ông. Cho dù Andre có đích thân đến cũng phải cung kính ở trước mặt cậu ấy. Kaklo, bây giờ ông đã hiểu ông phạm phải tội nghiêm trọng như thế nào rồi chứ? Lời nói của Master vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay cả Mario ban nãy còn coi thường Tiêu Chính Văn, giờ cũng bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh. Người mà ngay cả Andre cũng phải kính nể, lão còn cười nhạo được sao? Đặc biệt là Kaklo, càng cảm thấy run sợ hơn. Vốn dĩ lão cho rằng gọi Mario và Master đến đây, với thân phận của những người này đã đủ để đè đầu Tiêu Chính Văn không thể ngẩng lên được. Thậm chí lão tự tay giết chết Tiêu Chính Văn, Hoa Quốc cũng không dám làm gì lão. Vừa nãy lão đã suy nghĩ xong, nên chơi đùa Tiêu Chính Văn thế nào, trước tiên phải bắt anh quỳ xuống xin lỗi, sau đó chặt hai tay hai chân rồi đưa về Hoa Quốc, vừa sỉ nhục Tiêu Chính Văn, vừa đánh bẹp được khí thế của Hoa Quốc. Nhưng lúc này,
lão mới nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình thật nực cười làm sao. Đừng nói đến Master và Mario, ngay cả Andre cũng phải kính nể, điều này có nghĩa là gì? Gia tộc Kai hoàn toàn không thể chọc vào Tiêu Chính Văn. Nghĩ đến đây, Carlo lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Ngay cả Mario cũng không quan tâm đến thân phận của mình, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, dứt khoát quỳ xuống. Nguyên soái Lục Quân. Chương 2084. Trước mặt Andre, nguyên soái Lục Quân như lão cũng có thể bị tát chết bất cứ lúc nào. Trước mặt Tiêu Chính Văn không cần nói nhiều lời, giết lão rồi cũng có sao chứ? Tôi cũng đã nói rồi, bất kể ông tìm ai tới, tôi đều ở đây chờ ông. Bây giờ thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh giọng hỏi. Carlo cúi đầu, thậm chí không dám phản bác nửa lời. Fionn đứng ở bên cạnh, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn họ. May mắn thay, hôm nay Andre không có ở đây, nếu không, hai người này sẽ đừng mong sống sót rời đi. Cậu Tiêu, còn về tình báo mà Mã Vĩnh Lợi bán cho gia tộc chúng tôi sẽ lập tức cử người đưa trả về Hoa Quốc, hơn nữa tất cả những người biết chuyện đều phải chết, ngoài ra, các lô phải đến Hoa Quốc để chấp nhận trừng phạt của pháp luật. Không biết xử lý như vậy, cậu có hài lòng không? Master kính cẩn nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Trầm mặc nhìn Carlo nói, nếu làm điều này sớm hơn, thì sao ông lại phải nhận hai cái tát đó chứ? Carlo bây giờ chỉ muốn chết. Tuy nhiên, có câu nói đó của Master, ngay cả khi muốn chết lão cũng cần phải có dũng khí rất lớn. Nếu lão không đến Hoa Quốc để nhận lỗi, cả nhà lão sẽ bị gia tộc Kai giết chết. Mãi cho đến khi Tiêu Chính Văn và Fionn đi xa, Carlo mới đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Mario cứ như đã đi một vòng trong quỷ môn quan rồi hồi sinh, lão lau mồ hôi lạnh nói với Carlo, không ngờ ông lại ngu xuẩn như vậy, lẽ nào ông không đi điều tra lý lịch của người ta trước khi ra tay sao? Đây là những lời ban đầu mà Carlo nói với Tiêu Chính Văn, bây giờ Mario lại nói lại y nguyên với lão. Sáng sớm hôm sau, Fionn đến tòa lâu đài cổ từ sớm, nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, Mã Vĩnh Lợi và 1.000 tấn vàng đã được gửi đến Hoa Quốc. Tộc trưởng của gia tộc chúng tôi hy vọng anh có thể cho ông ấy một cơ hội lấy công chuộc tội. Ông ấy muốn chính thức mở tiệc chiêu đãi anh. Tiêu Chính Văn cau mày nói, có ý gì đây? Ồ, tộc trưởng của chúng tôi muốn xin lỗi anh một cách chính thức, gia tộc Canter hy vọng có cơ hội dốc lòng phục vụ anh Tiêu. Fionn vô cùng cung kính thông báo. Đêm hôm qua, Fionn đã báo cáo tất cả những gì hắn nhìn thấy cho gia tộc. Nghe xong. Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Canter càng cảm thấy kiêng nể Tiêu Chính Văn hơn. Nếu không nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ với Tiêu Chính Văn thì có thể không cần Tiêu Chính Văn tự mình ra tay, gia tộc Canter cũng sẽ có nguy cơ bị xóa khỏi lịch sử. Vì vậy họ mới bảo Fionn tới mời Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, tộc trưởng Berekan đã nói rõ ràng với Fionn rằng nếu không mời được Tiêu Chính Văn, thì hắn cũng không cần trở về gia tộc Canter. Chương 2085. Hàm ý là nếu không mời được Tiêu Chính Văn, hắn sẽ bị gạch tên khỏi gia tộc Canter. Tiêu Chính Văn suy nghĩ rồi nói, hôm nay là ngày khai giảng học viện võ thuật, làm vậy e là không hay lắm thì phải. Fionn vội vàng cười đáp, anh Tiêu, anh đừng lo lắng, chỉ cần tôi nói một tiếng, học viện võ thuật nhất định sẽ chấp thuận cho nghỉ phép. Hơn nữa, nếu không thể mời được anh, tôi sẽ bị gạch tên khỏi gia tộc, mong anh Tiêu thương xót cho tôi. Nói xong. Fionn lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Bởi vì hắn đã là thiên vương 4 sao, nếu muốn tiến xa hơn nữa, hắn không thể không có sự hỗ trợ của gia tộc. Một khi hắn bị loại khỏi gia tộc, con đường tương lai của hắn sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tiêu Chính Văn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Fionn, hơn nữa mục đích chuyến đi của anh là tìm hiểu bí mật trong học viện võ thuật, có thêm một người trợ giúp. Tiêu Chính Văn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm hơn rồi trở về Hoa Quốc đoàn tụ với gia đình, nghĩ vậy anh mới gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý, Fionn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, bên này, máy bay trực thăng đã đậu trên sân bay trước lâu đài rồi. Cách cánh cổng mỗi lâu đài của 1 km sẽ có một sân đỗ máy bay. Dù sao, những người có thể mua được lâu đài đều là những nhân vật hàng đầu Âu Lục. Đối với những người này mà nói, việc sử dụng máy bay trực thăng làm phương tiện đi lại thực sự phổ biến như người bình thường mua một chiếc ô tô riêng. Ở một diễn biến khác, vào ngày đầu tiên khai giảng của Học viện Võ Thuật,
tất cả học sinh đều đã ngồi ngay ngắn. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ xưa của Hoa Quốc bước lên bục. Ông ta là Lữ Thanh Dương, giáo viên của Hoa Quốc, đến từ Hoa Sơn. Ông ta vừa là chủ nhiệm lớp vừa là giáo viên đảm nhận dạy môn từ trường. Lữ Thanh Dương lấy sổ điểm danh, bắt đầu gọi tên, Đông Phương Tuyết Ngưng. Có, Emily, có. Sau khi điểm danh tới cuối cùng, ông ta mới cau mày và nói, Tiêu Quân Lâm. Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai chiếc ghế trống ở hàng sau, sau đó đều bắt đầu xì xào bàn tán. Ngày đầu tiên tới học viện võ thuật báo danh lại dám đến muộn. Tiêu Quân Lâm, khuôn mặt Lữ Thanh Dương đã hiện lên vẻ tức giận, nhưng vẫn không có ai đáp lời. Chương 2086. Emily thấy trên mặt Lữ Thanh Dương đã có vẻ giận dữ, chợt giật mình như vừa nghĩ đến việc gì đó, vội vàng đứng lên nói, báo cáo thầy, Tiêu Chính, Tiêu Quân Lâm xin nghỉ ạ. Phiêu Ẩn đã đánh tiếng với các giáo viên khác từ trước. Còn các giáo viên từ Hoa Quốc tới thì hắn vốn không thèm quan tâm. Ngay cả phó hiệu trưởng người Âu Lục cũng được hắn đánh tiếng, mấy giáo viên Hoa Quốc này còn dám gây phiền phức cho Tiêu Chính Văn nữa sao? Nhưng điều khiến hắn không ngờ là Lữ Thanh Dương này là một loại người khác. May mà Emily nhanh trí tìm cớ cho Tiêu Chính Văn. Trong mắt cô ấy, Tiêu Chính Văn đến từ Hoa Quốc, Lữ Thanh Dương cũng là người Hoa Quốc, nhất định sẽ vô cùng quan tâm đến Tiêu Chính Văn. Nhưng Emily vừa dứt lời thì lông mày Lữ Thanh Dương đã nhướng lên, lạnh lùng nói, cái gì? Mới buổi đầu tiên khai giảng đã xin nghỉ, đúng là to gan mà. Chắc các cô cậu vẫn chưa rõ tầm quan trọng của môn học về từ trường trong cơ thể con người, cho dù là con cháu của các gia tộc lớn cũng không dám tùy tiện nghỉ giờ học của tôi. Huống hồ Tiêu Quân Lâm chỉ là một kẻ không rõ lai lịch, còn không bằng cả học sinh phổ thông. Hơn nữa, tôi cũng cảnh cáo các cô cậu, tôi không quan tâm các cô cậu đến từ gia tộc nào, cũng không cần biết các cô cậu có chỗ dựa lớn như nào ở quốc gia mình. Giờ học của Lữ Thanh Dương tôi, không cho phép bất kỳ người nào vắng mặt. Bằng không, tôi nhất định sẽ cho kẻ đó đẹp mặt. Lữ Thanh Dương nghiêm nghị thét lớn. Chỉ có Trương Lăng Phong khẽ nhíu mày khi nghe thấy ba chữ Tiêu Quân Lâm. Hoa Quốc chỉ có một nhà họ Tiêu. Nói đúng hơn, toàn bộ Hoa Quốc chỉ có gia đình Tiêu Long mới là nhà họ Tiêu. Mà người duy nhất có thể được đặt lên bàn cân, còn được tham gia vào học viện võ thuật, cũng chỉ có thể là gia tộc của Tiêu Long. Chẳng lẽ giữa Tiêu Quân Lâm và Tiêu Chính Văn có quan hệ máu mủ gì đó? Đúng là oan ra ngõ hẹp. Hừ, họ Tiêu à, cho dù mày và Tiêu Chính Văn có quan hệ như nào chăng nữa, muốn trách thì chỉ có thể trách mày xui xẻo, nhiều họ thế không theo lại theo họ Tiêu. Hừ, đã thế thì đừng trách tao. Trương Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Nhà họ Trương là gia tộc canh giữ mộ tổ long, chưa bao giờ bị bất kỳ ai khinh thường. Duy chỉ có Tiêu Chính Văn không thèm xem nhà họ Trương ra gì, còn mấy lần giết người của nhà họ Trương. Cuối cùng, lại ép nhà họ Trương xin lỗi Tiêu Chính Văn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vì vậy, chỉ cần nghe thấy họ Tiêu thì nỗi hận trong lòng Trương Lăng Phong lại dâng trào mãnh liệt như thủy triều. Người chung chí hướng với hắn còn có Đông Phương Tuyết Ngưng. Nhà Đông Phương cũng bị chèn ép thê thảm y như thế, nhất là Tiêu Chính Văn còn giết chết hy vọng duy nhất của nhà Đông Phương là Đông Phương Ngạo Vũ, anh ruột của cô ta. Chương 2087. Mối thù hận sâu như biển thế này sao có thể không báo được chứ? Hơn nữa, Đông Phương Tuyết Ngưng còn hoài nghi giữa Tiêu Quân Lâm và Tiêu Chính Văn có một mối quan hệ đặc biệt. Bằng không thiên tử Hoa Quốc cũng sẽ không điểm mặt gọi tên bảo Tiêu Quân Lâm tới đây. Có thể có mối giao tình thế này với thiên tử, cho dù người kia không phải anh em ruột thịt của Tiêu Chính Văn thì ít nhất cũng sẽ có chút liên hệ máu mủ chứ nhỉ? Hừ, Tiêu Quân Lâm à, Tiêu Quân Lâm, anh đừng trách tôi ra tay vô tình. Muốn trách thì chỉ có thể trách nhà họ Tiêu các người đối xử quá vô tình với nhà Đông Phương của tôi. Cho dù thiên tử có đứng về phe anh thì đã sao? Vị hôn phu của Đông Phương Tuyết Ngưng tôi chính là thiên tài hàng đầu của học viện võ thuật Phiêu Ẩn, còn là một trong 10 thiếu niên thiên tài của Âu Lục. Anh dám đến học viện võ thuật, đều do chính anh tự làm tự chịu. Đông Phương Tuyết Ngưng nghĩ tới đây, lại không khỏi cười tử diễu. Dù sao Tiêu Quân Lâm cũng không phải Tiêu Chính Văn. Đáng để cô ta tức giận đến mức này sao? Loại người này không phải là để mặc cho cô ta dẫm đạp dưới chân à? Chỉ cần Tiêu Quân Lâm xuất hiện ở học viện võ thuật, cô ta nhất định có 10.000 cách làm nhục anh và cả nhà họ Tiêu. Cho dù Tiêu Chính Văn đã chết,
cũng phải khiến cho toàn bộ nhà họ Tiêu mất mặt. Đương nhiên không ai biết được tâm tư của hai người bọn họ, mà thật sự cũng có rất nhiều người ngay cả tên của môn học này cũng chưa từng nghe nói đến. Ví dụ như lúc dùng nam châm quẹt lên người sẽ có cảm giác bị từ trường hút lấy, có lẽ ai cũng có cảm giác này nhưng chưa bao giờ có người để bụng chuyện này. Lại càng không có ai nghiêm túc nghiên cứu, đào sâu tìm hiểu hàm ý sâu xa trong đó. Có thể nói, nội dung mà Lữ Thanh Dương nói có liên quan trực tiếp đến lúc bọn họ đến tòa trận pháp sẽ nhận được loại trận pháp gì. Đối với rất nhiều người, có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong đời. Đừng thấy Tiêu Chính Văn đã nhận được vô số trận pháp mà lầm. Thực tế, đối với người bình thường mà nói, những trận pháp đó xa vời đến mức không thể với tới. Giống như Độ Thiên Chân Nhân, nếu cụ ấy không gặp được Tiêu Chính Văn thì cả đời cụ ấy cũng chỉ có thể dừng bước tại kiếm cảnh. Ngay cả trận pháp là gì cụ ấy cũng không biết, càng không có duyên chạm đến. Đối với một võ giả mà nói, lai lịch và thân phận có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Phiêu Ẩn tuổi còn trẻ mà đã là một trong 10 ngôi sao mới nổi của Âu Lục cũng bởi gia tộc Canter đã dốc hết toàn bộ tài nguyên cho hắn. Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe Lữ Thanh Dương giảng giải về quan hệ giữa từ trường và thân thể con người, nhưng chỉ duy nhất Emily liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nhớ nhung Tiêu Chính Văn. Đến tận khi tan lớp, Emily mới tìm được cơ hội nói chuyện với Lữ Thanh Dương, giải thích với ông ta thêm lần nữa rằng Tiêu Chính Văn không phải cố ý, mà là thật sự xin nghỉ. Chương 2088. Nhưng lúc này Lữ Thanh Dương vẫn đang giảng bài cho Trương Lăng Phong, từ đầu đến cuối Trương Lăng Phong chẳng hiểu gì về mối quan hệ giữa cơ thể con người với từ trường. Cho dù là thời gian nghỉ ngơi thì Trương Lăng Phong vẫn muốn cố gắng, bởi vì chuyện này liên quan đến mặt mũi nhà họ Trương. Thử nghĩ nhà họ Trương cử ra một thiên tài thiếu niên, kết quả là từ trường là gì cũng không hiểu, vậy thì có khác gì đồ vô dụng đâu. Cảm ơn thầy Lữ, hình như em hiểu sơ sơ rồi. Trương Lăng Phong cung kính gật đầu nói. Ừ, từ từ hiểu, con đường trận pháp này rất dài, cho nên không cần vội vã, nể mặt ông cụ Trương, sau này tôi nhất định sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn, yên tâm đi. Lữ Thanh Dương hòa nhã nói. Trương Lăng Phong gật đầu, cung kính cúi người với Lữ Thanh Dương. Đúng lúc đó, Emily cũng đi vào phòng giáo viên, cô ấy chưa kịp mở lời, điện thoại Lữ Thanh Dương đã đổ chuông. Cái gì, xin nghỉ một tháng, được được được, cậu Từ muốn xin nghỉ là được rồi, tôi tin là cậu Từ có chuyện quan trọng hơn phải làm, tôi nhất định sẽ báo cáo tình hình đặc biệt này với Học viện Võ Thuật. Vâng, xin cậu cứ yên tâm. Nói xong, Lữ Thanh Dương cúp điện thoại. Người xin nghỉ là con trai trưởng của Từ Thiên Thuật, tên là Từ Vĩnh Hạo. Thật ra gã chẳng có việc quan trọng gì cả, chẳng qua là vừa mới tới Âu Lục đã thích một ngôi sao mới nổi, mấy ngày này đang theo đuổi cô ta. Thấy Lữ Thanh Dương cúp điện thoại, Emily vội vàng mở miệng nói, thầy Lữ, anh Tiêu thật sự xin nghỉ, chuyện này, không đợi cô ấy nói xong, Lữ Thanh Dương đã xa sầm mặt mày, chuyện này không cần cô nhọc lòng. Không một ai được xin nghỉ giờ học của Lữ Thanh Dương tôi. Bằng không, kẻ đó đừng hòng đến tòa trận pháp. Nghe vậy Emily nhíu mày khó hiểu, thầy Lữ, nhưng tôi vừa nghe thầy nói có thể để người khác xin nghỉ một tháng, vậy tại sao anh Tiêu xin nghỉ một ngày cũng không được? Và lại, anh Tiêu chẳng phải đến từ Hoa Quốc sao? Hai người đều là người Hoa Quốc, lẽ nào không nên quan tâm lẫn nhau à? Emily không thể hiểu được suy nghĩ của Lữ Thanh Dương. Lẽ nào là một giáo viên, ông ta lại không nhận ra tất cả các quốc gia và gia tộc ở Âu Lục đều đang nhắm vào Hoa Quốc sao? Hừ, người gọi điện cho tôi là con cháu của một nhân vật lớn ở Hoa Quốc chúng tôi, sao Tiêu Quân Lâm có thể so sánh được chứ? Lữ Thanh Dương chế nhạo. Từ Thiên Thuật đã tham gia chiến trường ngoài lãnh thổ từ nhiều thập kỷ trước, hơn nữa đã trở thành một trong những nhân vật hàng đầu của Hoa Quốc ngoài lãnh thổ. Toàn bộ võ tông Hoa Quốc đều kính nể Từ Thiên Thuật. Ngay cả mấy đại trưởng lão trong võ tông cũng phải gọi Từ Thiên Thuật là tiền bối. Con trai trưởng của ông ta là Từ Vĩnh Hạo cũng có địa vị không kém. Chương 2089. Trái lại, tên Tiêu Quân Lâm kia là cái thá gì chứ? Từ đầu đến cuối chỉ là một tên tay sai của thiên tử, hơn nữa còn chẳng có chức vụ chính thức. Điều đó cũng có nghĩa là Tiêu Quân Lâm không hề có chỗ dựa trong võ tông. Giống như cây cỏ dại không có gốc rễ. Ai thèm để ý đến cây cỏ dại chứ? Người Hoa Quốc chẳng phải đoàn kết lắm sao?
quan tâm đến anh ấy cũng chỉ cần một câu nói của ông thôi mà. Emily cũng rất có khí thế, gia tộc của cô ấy là một trong 10 gia tộc hàng đầu ở Âu Lục. Do đó, ngữ điệu cũng mạnh mẽ hơn. Hừ, chỉ là một câu nói sao? Tiêu Quân Lâm là cái thá gì, dựa vào đâu mà tôi phải nói giúp cậu ta chứ? Hơn nữa, cô là gì của cậu ta hả? Tại sao 5 lần 7 lượt nói giúp cậu ta? Tôi không ngại nói cho cô biết, cho dù cô nói mỏi miệng thì tôi cũng sẽ không bao giờ nể mặt cậu ta đâu. Thấy Lữ Thanh Dương nổi giận, Emily đành kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Không phải vì cô ấy sợ Lữ Thanh Dương, mà là vì trên danh nghĩa, học viện võ thuật vẫn là do Andre phụ trách. 10 gia tộc lớn cũng đều phải nể mặt Andre. Vì vậy, Emily mới đành nhượng bộ. Nếu không, lỡ một ngày nào đó xảy ra tranh cãi với thầy giáo thì thật khó giải thích trước mặt Andre. Đã nói đến nước này rồi. Cho dù Emily có nói thêm bao nhiêu nữa thì cũng là lời thừa thãi. Ngược lại, Trương Lăng Phong luôn nhìn chằm chằm vào Emily bằng đôi mắt sáng ngời. Khi ở Hoa Quốc, Trương Lăng Phong rất ít khi rời khỏi nhà họ Trương, nên chưa từng gặp cô gái xinh đẹp như Emily. Hắn nhìn đến nỗi hai lòng bàn tay toát mồ hôi, chỉ muốn xông qua đó, ôm Emily vào lòng. Thấy Emily đi ra từ văn phòng của Lữ Thanh Dương, Trương Lăng Phong nhanh chóng bước đến chào hỏi. Chào cô Emily, tôi là người nhà họ Trương ở Hoa Quốc. Trương Lăng Phong đưa tay ra định bắt tay Emily, nhưng lại bị Emily phớt lờ. Cô ấy chỉ liếc nhìn hắn chứ không hề có ý định bắt tay. Khi đến gần hành lang, Emily đột nhiên quay người lại, nói với Lữ Thanh Dương, thầy Lữ, thầy nói người kia có lai lịch lớn, mặc dù tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi dám khẳng định. Anh ta nhất định không có lai lịch vững chắc bằng anh Tiêu. Vì vậy, tốt hơn hết là thầy nên suy nghĩ kỹ về chuyện nghỉ phép của anh Tiêu. Hỗn láo, Lữ Thanh Dương tức giận mặt tím tái, đây là đang dạy dỗ ông ta xử lý thế nào sao? Thầy Lữ, có những chuyện, một khi đã làm sai thì không có cơ hội sửa chữa đâu. Nói xong, Emily quay đầu dứt khoát rời đi. Không cãi nhau với Lữ Thanh Dương là vì nể mặt Andre, chứ Lữ Thanh Dương thì có thể diện gì chứ? Trương Lăng Phong lúng túng nhìn theo bóng lưng của Emily, sự căm ghét Tiêu Chính Văn trong lòng hắn tăng lên vài phần. Thậm chí món nợ Emily không thèm để ý đến hắn, hắn cũng đổ lên đầu Tiêu Chính Văn. Hắn là ai? Là người canh giữ phần mộ của Tổ Long. Dù là ở Hoa Quốc hay là ở Âu Lục, có ai mà không nể mặt hắn chứ? Kết quả thì sao? Chương 2090. Chỉ vì Emily quen biết Tiêu Quân Lâm trước mà coi hắn như vật vô hình. Cậu chủ Trương, cô gái này không phải là người bây giờ cậu có thể động vào đâu, gia tộc sau lưng cô ta cũng là một trong 10 gia tộc lớn, nếu không có thực lực nhất định, e rằng bảo cô ta liếc nhìn cậu cũng là yêu cầu xa vời. Ở Âu Lục, nếu muốn được người ta coi trọng thì ngoài xuất thân cao quý ra, còn cần phải có thực lực. Điều này căn bản khác với Hoa Quốc, vì vậy, cậu phải nỗ lực nhiều hơn. Lữ Thanh Dương vỗ nhẹ vai Trương Lăng Phong nói. Lữ Thanh Dương đã từng đến Âu Lục từ trước, hơn nữa còn sống ở đây một thời gian dài. Vì vậy, ông ta càng hiểu rõ sự khác biệt giữa Âu Lục và Hoa Quốc. Đạo lý ở Hoa Quốc là các mối quan hệ, chỉ cần bạn có thân phận tốt, gia tộc hiển hách thì bất kể là đi tới đâu, người khác cũng tôn kính bạn. Nhưng ở Âu Lục lại khác. Cho dù là người của gia tộc Cai, chỉ cần bạn không có thực lực thì sẽ chẳng có ai nể mặt bạn. Cảm ơn thầy Lữ đã chỉ dạy, em hiểu rồi. Trương Lăng Phong thầm nghiến răng nói. Đợi đến lúc Tiêu Quân Lâm đến báo cáo, hắn nhất định phải đánh gục Tiêu Quân Lâm trước mặt mọi người, khiến Tiêu Quân Lâm quỳ gối trước mặt hắn. Chính là để chứng minh cho Emily thấy Trương Lăng Phong hắn mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Lúc này, Tiêu Chính Văn và Phiêu Ân cũng vừa trở về lâu đài Charlie sau khi dự tiệc của gia tộc Canter. Vừa bước ra cửa, điện thoại của Phiêu Ân đổ chuông. Thấy trưởng bối của gia tộc gọi tới, hắn vội vàng bắt máy. Sau khi gật đầu mấy cái, Phiêu Ân nhanh chóng cúp máy, đi tới chỗ Tiêu Chính Văn nói, thật xin lỗi anh Tiêu, đều tại tôi nhất thời sơ ý, tôi đã đánh tiếng với các thầy giáo khác trong học viện võ thuật rồi, duy nhất chỉ có một người tên Lữ Thanh Dương, không sao. Chuyện này không trách anh. Phiêu Ân còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã xua tay ngắt lời. Anh Tiêu cứ yên tâm, trưởng lão của gia tộc Canter chúng tôi đã đích thân đi giải quyết chuyện này rồi. Phiêu Ân sợ hãi nói.
Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, anh đi làm việc đi, tôi còn có việc phải làm. Nói xong, Tiêu Chính Văn đi thẳng về phía căn phòng dưới lòng đất. Phiêu Ân thấy Tiêu Chính Văn không trách mình mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chính Văn đi đến cửa căn phòng dưới lòng đất ở tầng cuối cùng, vừa đẩy cánh cửa gỗ ra đã cảm nhận được sự biến đổi của từ trường bên trong. Hiển nhiên, bản đồ sao trên tường đã không còn hoàn chỉnh, vì vậy uy lực của trận pháp đang ngày càng suy yếu. Nhưng cho dù là vậy thì cũng chỉ gây ra có một chút ảnh hưởng nhỏ đến từ trường trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Lúc Tiêu Chính Văn đang ngồi xếp bằng ở trung tâm từ trường, anh dường như cảm nhận được một sức mạnh vô danh nào đó đang vẫy gọi mình. Nhưng sức mạnh kia vô cùng yếu, ngay cả hiện giờ Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới thiên thần, cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút dấu vết. Còn đối với người thường, hoặc là cảnh giới thiên thần trở xuống, chắc chắn không thể cảm nhận được. Hả, đột nhiên, trong lòng Tiêu Chính Văn khẽ lay động. Chương 2091. Anh Tiêu, anh có hứng thú với bức tranh này sao? Có cần tôi bảo người gỡ nó xuống chuyển sang phòng khách hay không? Phiêu Ân thấy Tiêu Chính Văn đã ở trong căn phòng dưới lòng đất gần một buổi chiều, nên đích thân mang nước hoa quả vừa ép tới trước mặt anh. Tiêu Chính Văn nhướng mắt nhìn Phiêu Ân rồi khẽ lắc đầu. Bản thân bức tranh này căn bản chẳng có tác dụng gì, hoặc là nói, rời khỏi căn phòng dưới lòng đất, bức tranh này cũng mất đi tác dụng. Bên dưới tòa lâu đài cổ nhất định đang được chôn giấu một bí mật động trời. Thấy Tiêu Chính Văn lắc đầu, Phiêu Ân vội vàng tiến lên trước nói, anh Tiêu. Nghe nói bức tranh này là do đại đế Charlie đích thân vẽ, hơn nữa tôi nghe người lớn tuổi trong gia tộc nói, năm đó đại đế Charlie cũng là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Ồ, ông ta là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ ư? Cũng có thể nói, ông ta vốn dĩ không phải là quốc vương của nước Phá Lý. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày hỏi. Phiêu Ân gật đầu nói, đúng. Đại đế Charlie này với đại đế Charlie đã thống nhất vương quốc Phá Lý không phải cùng một người, mà bởi vì công lao vĩ đại của ông ta nên người đời sau mới đặt cho ông ta tên gọi như thế. Theo các trưởng bối trong gia tộc, năm đó bởi vì cường giả ở chiến trường ngoài lãnh thổ trở về với số lượng lớn, tất cả các quốc gia đều nhắm vào nước Phá Lý, mà bên trong nội bộ nước Phá Lý cũng xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề gì cơ? Tiêu Chính Văn nghi hoặc nói. Rất nhiều cường giả đều có ý định cướp đoạt vị trí quân vương năm đó bị ép thoái vị, vương triều trao đảo diệt vong cũng vì nguyên nhân này, thế nhưng đại đế Charlie lại là người nổi bật nhất trong số họ, vậy nên mới đoạt được vị trí quân vương. Sau này ông ấy lãnh đạo nước Phá Lý đi chém giết ở Âu Lục, thậm chí còn mở rộng bờ cõi ra tận núi Ô Lan, mục tiêu của ông ấy vốn dĩ là Hoa Quốc, thế nhưng sau này không biết vì lý do gì lại đột nhiên chết trong tòa lâu đài này. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Xem ra những tin đồn trong giới võ thuật xưa nay không phải tự dưng mà có. Không chỉ lịch sử Hoa Quốc từng xảy ra việc dùng rượu cướp binh quyền, ngay cả Âu Lục cũng từng xuất hiện chuyện cường giả tranh đoạt đại quyền quốc gia. Điều này nói lên rằng, một khi cường giả ngoài lãnh thổ trở về, cả thế giới đều phải đối mặt với việc thay máu lại từ đầu, 80-90% sẽ xảy ra. Bên trong tầng trận pháp hiện giờ có rất nhiều trận pháp đều là do đại đế Charlie mang từ chiến trường ngoài lãnh thổ trở về, có điều so với trận pháp mà Thành Vương Tư mang về thì vẫn còn kém một bậc. Vậy nên, rất nhiều người đều hoài nghi rằng cái chết của đại đế Charlie năm đó có liên quan với Hoa Quốc thần bí ở phương Đông, chuyện này cũng là nguyên nhân tại sao Âu Lục vừa đạt được sự phát triển về khoa học công nghệ thì việc đầu tiên là chĩa mũi nhọn vào Hoa Quốc. Chỉ là lần trước. Trước khi cường giả ngoài lãnh thổ đạt được sự thống nhất, Âu Lục căn bản không có cách nào đối chọi với Hoa Quốc, mấy lần đại chiến đều thất bại. Những lời này của Phiêu Ân cũng giải thích được cho rất nhiều khúc mắc trong lòng Tiêu Chính Văn. Thật ra giữa Âu Lục và Hoa Quốc không phải mới lần đầu giao chiến. Thế nhưng mãi tới hơn 100 năm trước, Âu Lục vẫn luôn thua trận. Chương 2092. Cho tới hơn 100 năm trước. Âu Lục đột nhiên giống như hoàn toàn lột xác, đánh cho Hoa Quốc thất bại thảm hại với sức mạnh đẳng cấp kinh hồn, thậm chí còn xâm chiếm được rất nhiều lãnh thổ của Hoa Quốc. Năm đó rõ ràng Hoa Quốc còn có cường giả ở cảnh giới thiên thần, thế nhưng những người này lại đều lựa chọn ở ẩn trong vùng núi sâu. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, năm đó bên phía Âu Lục có tồn tại thế lực còn đáng sợ hơn cả cường giả ở cảnh giới thiên thần, thậm chí có khả năng số lượng cường giả ở cảnh giới nhân vương của đối phương cũng rất nhiều.
vậy nên cường giả Hoa Quốc mới không thể không ở ẩn, ngồi nhìn Âu Lục đánh Hoa Quốc tan tành. Điều này càng khiến Tiêu Chính Văn có hứng thú sâu sắc hơn đối với học viện võ thuật. Nếu như học viện võ thuật phụng mệnh cường giả ngoài lãnh thổ để thành lập thì cường giả ngoài lãnh thổ nhất định sẽ hiện thân bên trong học viện võ thuật. Tiêu Chính Văn cũng muốn xem những cường giả ngoài lãnh thổ trong truyền thuyết kia rốt cuộc có thực lực như thế nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn nhận lấy ly nước ép mà Phi Uẩn đưa cho rồi uống một ngụm, sau đó bước ra khỏi căn phòng trong lòng đất. Phi Uẩn cũng vội vàng đuổi theo. Sáng sớm ngày hôm sau, Phi Uẩn đích thân lái xe đưa Tiêu Chính Văn tới trước cửa lớn học viện võ thuật. Anh Tiêu, tôi vẫn còn chút việc cần đi xử lý, lát nữa tôi lại tới tìm anh sau. Phi Uẩn hạ cửa kính xe xuống nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu rồi quay người bước vào trong học viện võ thuật. Đây đã là lần thứ ba Tiêu Chính Văn đến học viện võ thuật, thế nhưng vẫn phải hỏi đường mấy lần mới tìm được lớp của mình. Cả học viện võ thuật có diện tích hơn 1000 hecta. Các loại kiến trúc mọc lên san sát, nếu là người không quen thuộc với nơi này thì e rằng có thể lạc đường bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn đi theo hướng một thầy giáo chỉ cho rồi bước vào lớp của mình. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn xuất hiện trước cửa, ánh mắt sắc lạnh của Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lập tức nhìn về phía anh. Không cần hỏi cũng có thể đoán ra được, trước cửa nhất định là Tiêu Quân Lâm vắng mặt buổi trước. Dù gì cậu chủ tử cũng là nhân vật ở đẳng cấp nào cơ chứ? Có thể một thân một mình xuất hiện trước cửa phòng học sao? Hơn nữa, Tiêu Chính Văn ăn mặc cũng quá bình thường, hoàn toàn không giống với dáng vẻ có gì ghê gớm. Hai người bọn họ cũng chỉ đánh giá Tiêu Chính Văn một lượt rồi lại quay đầu sang một bên. Loại người nhỏ bé giống như vậy, bọn họ có thể dạy dỗ cách làm người bất cứ lúc nào. Hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người hắn. Tiêu Chính Văn căn bản không buồn để tâm tới ánh mắt của hai người bọn họ mà chỉ đi tới một vị trí trống rồi ngồi xuống. Liếc nhìn thời khóa biểu ngày hôm nay, Trương Lăng Phong không khỏi bật cười lạnh lùng. Hôm qua vừa mới đắc tội với Lữ Thanh Dương, hôm nay vẫn còn dám tới học lớp của ông ta. Chương 2093. Tiêu Chính Văn đúng thật là không biết tốt xấu. Quả nhiên ngay sau đó, Lữ Thanh Dương mang theo một số dụng cụ thí nghiệm và mấy tập giáo án đã soạn xong xuôi bước vào trong lớp học. Vừa bước qua cửa, ánh mắt của Lữ Thanh Dương đã dừng lại trên người Tiêu Chính Văn. Ông ta đã từng gặp cậu chủ từ. Vậy nên không cần đoán cũng biết Tiêu Chính Văn chính là cậu thanh niên Hoa Quốc xin nghỉ ngày hôm qua Tiêu Quân Lâm. Cậu chính là Tiêu Quân Lâm à? Lữ Thanh Dương vừa bước lên bục giảng vừa hỏi Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản gật đầu, không hề lên tiếng. Doạt, ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn, ngày hôm qua vừa mới đắc tội với Lữ Thanh Dương, hôm nay đã tỏ ra hỗn xược với ông ta, cậu học sinh Hoa Quốc này cũng quá điên cuồng rồi nhỉ. Tiêu Quân Lâm, cậu đang có thái độ gì thế, tôi đang hỏi cậu đấy. Lữ Thanh Dương đặt mạnh những thứ đang cầm trong tay lên mặt bàn học, hai mắt bừng bừng lửa giận trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Thấy Lữ Thanh Dương nổi giận, mọi người lại nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ đang xem kịch hay. Bối cảnh của học viện võ thuật lớn tới mức nào, tất cả những học sinh đang ngồi ở đây đều biết rõ. Hiệu trưởng chính là Andre, người mà ngay cả 10 gia tộc lớn của Âu Lục cũng không thể chọc vào. Ai dám khoe mẽ ở nơi này chứ? Tiêu Chính Văn thì hay rồi, không chỉ khoe mẽ mà còn coi thường thầy giáo của học viện võ thuật như thế. Không đợi Tiêu Chính Văn lên tiếng, Lữ Thanh Dương đã lạnh lùng cười nói. Hôm qua tôi đã nói trước mặt học sinh cả lớp rồi, sau này cậu đừng mong được ngồi nghe tiết dạy của tôi nữa, mời cậu ra ngoài. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn bình thản đứng dậy sải bước đi ra bên ngoài. Không phải Tiêu Chính Văn sợ Lữ Thanh Dương mà là Tiêu Chính Văn vốn dĩ không cần phải nghe thêm nội dung về phương diện từ trường nữa. Người có thể lĩnh hội được từ trường cơ thể mới có thể ảnh hưởng tới từ trường vũ trụ vốn dĩ không có nhiều. Hơn nữa, thực lực của bản thân Tiêu Chính Văn cũng cao hơn Lữ Thanh Dương quá nhiều, Lữ Thanh Dương chỉ là một thiên vương 2 sao mà thôi. Mà Tiêu Chính Văn lúc này đã ở cảnh giới thiên thần 1 sao rồi. Bên dưới cảnh giới thiên thần chỉ là tôm tép, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, những kiến thức mà Lữ Thanh Dương giảng căn bản chỉ như rác rưởi. Dù Lữ Thanh Dương không nói, Tiêu Chính Văn cũng không định lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Theo kế hoạch của Tiêu Chính Văn,
mục đích đến nơi này chính là muốn tìm một số manh mối và những tư liệu có liên quan đến cường giả ngoài lãnh thổ bên trong thư viện của Học viện Võ Thuật. Thấy Tiêu Chính Văn bước thẳng ra ngoài thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, Lữ Thanh Dương hơi ngơ ngác, không ngờ Tiêu Chính Văn lại nghe lời như thế. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của Lữ Thanh Dương trở nên u ám. Từ trong hành động của Tiêu Chính Văn, thứ mà ông ta nhìn thấy không phải sự sợ hãi mà là khinh thường. Tới tận bây giờ mà Tiêu Chính Văn vẫn còn khinh thường ông ta. Tiêu Quân Lâm, sau này cậu không cần phải đến Học viện Võ Thuật nữa, cậu bị đuổi rồi. Lữ Thanh Dương vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Chương 2094. Học viện Võ Thuật vừa mới thành lập chưa đến một tuần, có thể nói Tiêu Chính Văn là học viên đầu tiên bị đuổi. Hơn nữa, với quy định nội bộ của Học viện Võ Thuật, đừng nói Tiêu Chính Văn mới chỉ phạm phải một lỗi sai nhỏ như vậy, dù cho có đấu võ kịch liệt bên trong Học viện Võ Thuật, đánh trọng thương người khác, thậm chí là đánh chết thì cũng sẽ không bị đuổi. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự bị đuổi, điều đó không chỉ khiến Tiêu Chính Văn trở thành trò cười cho Học viện Võ Thuật mà ngay cả uy danh của Hoa Quốc cũng sẽ bị tổn hại. Một số học sinh tới từ các nước khác đều dùng ánh mắt cực kỳ khó hiểu để nhìn Lữ Thanh Dương. Lẽ nào ông ta không thèm bảo vệ cho tôn nghiêm của Hoa Quốc dù chỉ là một chút sao? Nghe thấy Lữ Thanh Dương nói vậy, Tiêu Chính Văn dừng bước ngay trước cửa, quay đầu lại nhìn Lữ Thanh Dương bằng vẻ mặt thú vị. Là tôi nghe nhầm phải không? Ông nói ông muốn đuổi tôi à? Lữ Thanh Dương cười lạnh lùng lên tiếng, cậu không nghe nhầm đâu, tôi cũng không nói nhầm, bây giờ cậu đã bị đuổi rồi, cậu có thể cút về Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn khẽ lắc ngón tay, nói, Lữ Thanh Dương, ông chỉ là một giáo viên bình thường, bên trong nội quy trường học viết rất rõ ràng, giáo viên không có quyền đuổi bất cứ học sinh nào. Cách làm của ông đã vượt quá quyền hạn rồi. Lữ Thanh Dương nghe xong thì bật cười lạnh lùng. Bên trong nội quy trường học quả thực có ghi điều này, thế nhưng người nào có thể tới đây dạy học mà không có chút quan hệ, bản thân Lữ Thanh Dương chính là người của Hoa Sơn. Mà từ rất lâu trước đây, Hoa Sơn đã từng có qua lại với các thế lực lớn của Âu Lục. Chỉ cần ông ta ra mặt, ngay cả hiệu trưởng Andre cũng phải nể mặt vài phần. Hơn nữa, chỉ đuổi một học sinh không quan trọng, liệu Học viện Võ Thuật sẽ vì một chuyện nhỏ như vậy mà lật mặt với Hoa Sơn sao? Cậu nói không sai, tôi chỉ là một giáo viên rất bình thường ở nơi này, thế nhưng sau lưng tôi là Hoa Sơn. Chỉ cần tôi nói đuổi học cậu thì không ai có thể giữ cậu lại. Lữ Thanh Dương nói với vẻ hết sức tự tin. Quả thực, Hoa Sơn có tầm ảnh hưởng nhất định ở Âu Lục, mà trong số 10 gia tộc lớn cũng có không ít người có qua lại mật thiết với người của Hoa Sơn. Vào lúc Lữ Thanh Dương nói ra thân phận của mình, không ít người nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cảm thông. Với thân phận này của Lữ Thanh Dương mà nói, muốn đuổi học Tiêu Chính Văn thì chỉ cần một câu nói mà thôi. Tiêu Quân Lâm, tôi thấy anh vẫn nên chấp nhận đi, bị đuổi học mới chỉ là khởi đầu cho sự bất hạnh của anh mà thôi, trở về Hoa Quốc, có sẽ còn có đại lễ đang đợi anh nữa đấy. Có trách thì trách anh không nên mang họ Tiêu. Trương Lăng Phong cười khẩy, lên tiếng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Tiêu Chính Văn bị đuổi. Hắn sẽ lập tức thông báo với nhà họ Trương truy giết Tiêu Chính Văn dọc đường. Chương 2095. Người nhà họ Tiêu, bất luận có quan hệ với Tiêu Chính Văn hay không thì đều đáng chết. Đông Phương Tuyết Ngưng nghe thấy những lời này cũng nở nụ cười chế nhạo, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, thật sự không hiểu sao thiên tử lại chọn anh, lẽ nào thiên tử không biết người mang họ Tiêu đi đến đâu cũng không được chào đón sao? Mặc dù thân phận của Tiêu Quân Lâm vẫn cần được kiểm chứng, nhưng thế thì đã sao? Có câu nói, thà giết nhầm cả nghìn chứ tuyệt đối không bỏ sót một tên. Và lại, ân oán giữa Tiêu Chính Văn và Hoa Sơn còn ít sao? Họ tin rằng cách làm này của Lữ Thanh Dương nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của các lãnh đạo cấp cao Hoa Sơn. Tiêu Chính Văn lại chẳng buồn bận tâm tới Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong mà chỉ lạnh lùng nhìn Lữ Thanh Dương nói, ồ, Hoa Sơn rất ghê gớm sao? Chỉ bằng chúng ta cược một ván đi, tôi dám nói. Dù ông bị đuổi thì tôi cũng sẽ không bị đuổi đâu. Nực cười, hiệu trưởng của Học viện Võ Thuật chính là Andre. Cho ông ta 10 lá gan thì liệu ông ta có dám đuổi Tiêu Chính Văn không? Ông ta không dám, đuổi Tiêu Chính Văn đồng nghĩa với việc mở chiếc hộp ma và giải phóng cho con ác quỷ trú ngụ bên trong. Nếu như để cho Tiêu Chính Văn ở lại Học viện Võ Thuật thì có lẽ khi đối phó với mấy gia tộc ở Âu Lục này anh sẽ còn giơ cao đánh khẽ.
Thế nhưng một khi đuổi Tiêu Chính Văn đi, anh thật sự làm ra chuyện gì không thể dự đoán trước được ở Âu Lục thì phiền phức lớn rồi. Có thể nói rằng, mỗi một ngày Tiêu Chính Văn ở Âu Lục đều khiến cho Andre có cảm giác như cả năm. Hừ, ai cho cậu bản lĩnh để cậu tỏ ra điên cuồng như thế? Tôi bị đuổi ư, được thôi, vậy tôi sẽ cho cậu thấy ai mới là người bị đuổi. Dứt lời, Lữ Thanh Dương rút điện thoại ra gọi cho chủ nhiệm giáo dục. Chẳng bao lâu sau, đối phương đã nhấc máy, hỏi, thầy Lữ à, xảy ra chuyện gì rồi sao? Ông Amos, bây giờ tôi muốn dùng thân phận là giảng viên Hoa Quốc để đuổi học một học viên đến từ Hoa Quốc, hơn nữa còn là đuổi ngay lập tức. Người này coi thường tôn nghiêm của một giảng viên như tôi. Lữ Thanh Dương tự tin nói. Chủ nhiệm giáo dục ở đầu dây bên kia nghe ông ta nói muốn đuổi một người Hoa Quốc thì cũng trầm mặc mất một lúc. Andre đã từng dặn dò, bên trong học viện võ thuật, chưa đến mức bất đắc dĩ thì đừng động đến người Hoa Quốc. Ông ta không muốn sang Hoa Quốc quỳ thêm lần nữa. Mà bản thân Lữ Thanh Dương lại xuất thân từ Hoa Quốc, vậy nên thông báo này không hề được truyền đạt lại cho ông ta. Chương 2096. Tất cả mọi người đều vô thức nhận định rằng Lữ Thanh Dương nhất định sẽ bao che cho mọi học viên đến từ Hoa Quốc. Thế nhưng cuộc điện thoại này của ông ta lại khiến cho chủ nhiệm giáo dục cảm thấy khó xử. Chuyện này e rằng giờ tôi chưa thể trả lời ông được, tôi phải đi hỏi ý kiến của ông Andre. Nghe thấy lời này, lòng tin của Lữ Thanh Dương lại càng tràn đầy hơn. Chẳng qua chỉ là để Andre phê chuẩn mà thôi, đoán chừng chưa đến 10 phút thì đối phương sẽ cho ông ta đáp án hài lòng. Lúc này, chủ nhiệm giáo dục vội vàng đặt điện thoại xuống và bước nhanh về phía phòng làm việc của Andre. Thưa ông Andre, Lữ Thanh Dương đề nghị đuổi học một học viên Hoa Quốc, ông xem, Andre đang xem báo, không nghĩ ngợi gì gật đầu nói luôn, làm theo ý ông ta đi. Chỉ là vừa nói dứt lời, Andre đã đặt tờ báo xuống, trầm giọng hỏi, chờ đã. Người đó mang họ gì? Ôi, tôi vẫn chưa kịp hỏi, ông đợi một lát. Nói xong. Chủ nhiệm giáo dục vội vàng nói vào trong điện thoại, Lữ Thanh Dương, người mà ông muốn đuổi tên là gì? Tiêu Quân Lâm, Lữ Thanh Dương đắc ý lên tiếng hỏi. Ông ta đoán rằng chủ nhiệm giáo dục đang viết tài liệu, chỉ cần điền nốt cái tên Tiêu Quân Lâm lên thì Tiêu Chính Văn sẽ lập tức bị xóa tên khỏi trường học. Thưa ông Andre, người đó tên là Tiêu Quân Lâm, chủ nhiệm giáo dục đặt điện thoại xuống rồi cung kính nói. Mẹ kiếp, Andre suýt thì đập vỡ luôn mặt bàn làm việc. Ai dám đuổi học Tiêu Quân Lâm? Dù có là ông ta thì cũng không có lá gan đó. Mau, tôi không tiện lộ diện, ông đích thân tới đó một chuyến, người này tuyệt đối không thể đắc tội được đâu, đã nhớ rõ chưa? Andre sốt sắng nói. Amos nghe vậy thì sắc mặt cũng biến đổi. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Andre nghiêm túc như vậy. Lẽ nào người Hoa Quốc không được phép đắc tội đó chính là Tiêu Quân Lâm? Nghĩ tới đây. Amos vội vàng đi phía phòng học. Mà bên trong phòng học, Lữ Thanh Dương đang nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng đắc ý. Ông ta còn chưa kịp lên tiếng chế giễu Tiêu Chính Văn thì bóng dáng của Amos đã xuất hiện trước cửa. Ông Amos, sao ông lại đích thân đến đây vậy? Chẳng qua chỉ là đuổi một học sinh thuốc chữa thôi, ông chỉ cần gọi cuộc điện thoại là được rồi. Lữ Thanh Dương bước nhanh lên trước, tươi cười đon đả nói. Chương 2097. Đuổi học, dựa vào đâu mà đuổi người ta? Vừa mới khai giảng được 2 ngày, người ta cũng chẳng làm việc xấu gì, đừng nói là ông, dù có là tôi thì cũng không có quyền đuổi học Tiêu Quân Lâm. Amos lạnh lùng lên tiếng. Lời này vừa thốt ra, Lữ Thanh Dương không khỏi sững sờ. Mới đầu ông ta còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng qua một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại, nhìn Amos nói, ông Amos. Tôi đại diện cho Hoa Sơn, nhất định phải đuổi học người này. Lúc này, Lữ Thanh Dương thậm chí còn không tiếc nhắc đến tên Hoa Sợ để dễ bề đạt được ý muốn của bản thân. Hoa Sơn, ông cho rằng đây là nơi nào, Hoa Sơn muốn đuổi học ai thì phải đuổi người đó hay sao? Nơi này là học viện võ thuật, tất cả buộc phải làm theo đúng điều lệ đặt ra. Amos nghiêm nghị nói. Amos vừa nói thế, mọi người đều ngơ ngác, sững sờ nhìn Lữ Thanh Dương. Quan hệ thân thiết giữa Hoa Sơn và Học viện Võ Thuật không còn là bí mật gì nữa, nhưng không ngờ ông ta đã nhắc đến Hoa Sơn mà đối phương vẫn không cho ông ta chút mặt mũi nào. Mặt Lữ Thanh Dương bỗng chốc đỏ bừng đến mang tai, trước mặt mấy chục học viên, chuyện này khiến ông ta không biết giấu mặt vào đâu.
Quan trọng nhất là tên Tiêu Quân Lâm vừa rồi còn dám đánh cược với ông ta, dù có đuổi việc ông ta thì học viện võ thuật cũng không thể đuổi anh. Đây, Lữ Thanh Dương ngây người đứng đó. Tiêu Chính Văn nở nụ cười nói, sao thế Lữ Thanh Dương, chẳng phải ông muốn đuổi tôi sao, không ai có thể bảo vệ được tôi mà. Nhưng hình như kết quả không giống như ông nói nhỉ. Nghe anh nói thế, Lữ Thanh Dương càng mất sạch mặt mũi, thở phì phò, nhanh chân bước đến trước mặt Amos. Ông Amos, ông cũng thấy rồi đấy, trong mắt Tiêu Quân Lâm còn có tôi nữa sao? Dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó trước mặt nhiều học viên như thế, bảo tôi còn đảm đương chức giáo viên này thế nào được? Lữ Thanh Dương đang bảo Amos lựa chọn, một là đuổi Tiêu Quân Lâm này, hai là đuổi ông ta. Mọi người đều không dám tin nhìn Lữ Thanh Dương. Không ngờ chỉ vì muốn đuổi Tiêu Quân Lâm mà ông ta thậm chí không tiếc đặt cược thân phận giáo viên của mình. Lữ Thanh Dương, ông nói thế có phải hơi bóp méo sự thật rồi không? Là do ông không tôn trọng người khác trước, tôi hỏi ông, cậu ấy đã phạm lỗi gì mà ông muốn đuổi cậu ấy? Amos không hề nể mặt Lữ Thanh Dương cãi lại. Chuyện này, chỉ với câu nói lúc nãy của cậu ta, sau này còn ai xem tôi ra gì nữa không? Lẽ nào bảo tôi từ chức à? Lữ Thanh Dương đỏ mặt lớn giọng nói. Từ chức. Chương 2098. Amos nhíu mày, cười khẩy nói, Lữ Thanh Dương, ông đang lấy việc từ chức để uy hiếp tôi sao? Hay là đang uy hiếp học viện võ thuật? Vừa nãy học trò Tiêu đã nói câu nào sai à? Lẽ nào học viện võ thuật chúng ta là một nơi mù mịt tối tăm đầy rẫy cái ác? Giáo viên có thể tùy ý đuổi học viên mà không cần lý do sao? Ông đã đọc điều lệ ngày thường của giáo viên chưa? Nếu ông chưa đọc thì có thời gian đọc kỹ lại đi. Nếu ông nghĩ không còn mặt mũi ở lại đây nữa, muốn từ chức, tôi cũng có thể chấp nhận thư từ chức của ông bất cứ lúc nào. Ông ta nói thế càng khiến Lữ Thanh Dương khó hiểu. Rõ ràng Amos đang bảo vệ Tiêu Quân Lâm. Tiêu Quân Lâm là cái thá gì chứ? Đừng nói là ở Âu Lục, dù là võ tông Hoa Quốc, cậu ta cũng không có mạng lưới quan hệ, sao có thể lôi kéo quan hệ gì với học viện võ thuật được chứ? Nhưng lượng thông tin trong mấy lời này của Amos quá nhiều. Dù là ông ta cũng sẽ không mạo hiểm hấp tấp đắc tội với Hoa Sơn, chỉ vì một học viên dám chống đối với mình. Lẽ nào giữa Tiêu Quân Lâm và Andre có quan hệ thân thiết gì sao? Trong đầu ông ta vừa hiện lên một suy nghĩ, Lữ Thanh Dương lắc đầu lia lịa phủ nhận ý nghĩ không thực tế này. Andre là người ở cấp bậc nào chứ? Ngay cả quốc vương khi gặp ông ta cũng phải cung kính, Tiêu Quân Lâm e là chẳng có tư cách xách giày cho ông ta nữa là. Lẽ nào thiên tử Hoa Quốc đã đánh tiếng trước với bên học viện? Cũng không có khả năng, thiên tử Hoa Quốc có thể diện gì với Andre chứ? Hơn nữa mỗi một giáo viên đều biết rõ mục đích ban đầu khi thành lập học viện võ thuật là đối phó với Hoa Quốc, sao có thể nể mặt thiên tử Hoa Quốc được. Ngoài hai khả năng này, khả năng duy nhất mà Lữ Thanh Dương có thể nghĩ đến là học viện võ thuật quả thật là một nơi chú trọng về công bằng, tất cả mọi người đều phải làm việc theo quy tắc điều lệ. Nếu đã thế thì Lữ Thanh Dương không thể đuổi Tiêu Quân Lâm. Vì đúng là người ta không có sai sót gì quá lớn, hơn nữa một ngày trước đó vắng học không đến. Có việc thì cứ xin nghỉ trước là được. Nhưng Lữ Thanh Dương vẫn rất không cam lòng, ông ta là đại diện được Hoa Sơn cử đến Âu Lục, lại là giáo viên của học viện võ thuật, lẽ nào không dạy dỗ được một Tiêu Quân Lâm không có lai lịch được sao? Ngay khi Lữ Thanh Dương suy đi nghĩ lại thầm tính toán, Tiêu Chính Văn lên tiếng, Lữ Thanh Dương, ông phải biết rõ thân phận của mình, có vài lời không thể nói tùy tiện được, nếu không chỉ tự rước nhục vào thân thôi. Lời nói của Tiêu Chính Văn vô hình chung như vả một cái thật mạnh vào mặt Lữ Thanh Dương. Hơn nữa vừa dứt lời Tiêu Chính Văn không cho Lữ Thanh Dương cơ hội cãi lại đã xoay người đi ra khỏi phòng học. Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn rời đi, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong số họ chẳng ai là không có lai lịch, có người là thành viên của 10 gia tộc lớn ở Âu Lục, có người là thành viên của Vương Thất ở Vi Hào, còn có con cháu của vài người chủ chốt về chính trị ở Mỹ Lục. Chương 2099. Nhưng nếu chuyện xảy ra với Tiêu Quân Lâm mà cũng xảy ra với họ thì có cho họ 10 lá gan, họ cũng không dám nói như thế với Lữ Thanh Dương. Trước tiên không nói đến thế lực phía sau, chỉ riêng thân phận giáo viên học viện võ thuật cũng đủ để họ kiêng dè. Phải biết Lữ Thanh Dương cũng có một phiếu quyền phủ quyết cho ai có thể vào được tòa trận pháp.
Huống hồ người đứng đầu học viện võ thuật là Andre danh tiếng lừng lẫy. Không nể mặt Lữ Thanh Dương đồng nghĩa với việc không nể mặt Andre. Ngay cả Andre mà cũng dám đắc tội thì chẳng phải điên lắm rồi sao? Mọi người vừa ngưỡng mộ Tiêu Quân Lâm, đồng thời cũng không khỏi đồng loạt lo lắng cho con đường tương lai của Tiêu Quân Lâm. Mới ngày đầu tiên đến học viện võ thuật mà đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt với Lữ Thanh Dương như thế, sau này anh còn có thể ở lại học viện võ thuật bao lâu nữa? Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Chính Văn, trong mắt hiện lên ngọn lửa giận. Nhất là Trương Lăng Phong, thậm chí khi Amos bước vào phòng học, hắn cũng đã gửi tin nhắn thông báo cho người nhà họ Trương ở Hoa Quốc chuẩn bị giết Tiêu Quân Lâm. Nhưng cuối cùng Tiêu Quân Lâm lại không bị đuổi, tin nhắn mà hắn gửi đi dĩ nhiên cũng sẽ bị người lớn trong gia tộc nghĩ rằng hắn làm việc hấp tấp, thậm chí chưa có tin tức chắc chắn đã bảo gia tộc cử nhiều người đi giết Tiêu Quân Lâm. Ông Amos, ông cũng đã nghe thấy rồi đấy, nếu nói thái độ của cậu ta như vậy mà không phải là bất kính với tôi thì tôi cũng không còn gì để nói. Tan học, Lữ Thanh Dương thậm chí còn quên mang theo dụng cụ dạy học đi, tức giận đùng đùng ra khỏi phòng học. Amos quay đầu nhìn lướt qua Lữ Thanh Dương bất lực thở dài, thật ra trong cuộc sống thường ngày ông ta cũng có quan hệ khá tốt với Lữ Thanh Dương, nếu không phải Andre đánh tiếng trước thì Amos tuyệt đối không làm thế với Lữ Thanh Dương. Tan học thôi, Amos khoát tay với các học viên bên dưới, bất lực đi ra khỏi phòng học. Lúc mọi người đang thì thầm bàn tán thì ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người vừa trẻ vừa đẹp trai. Hơn nữa người này vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ngay cả Emily cũng không khỏi nhìn về phía đó. Hắn chính là Fionn, ngôi sao mới của gia tộc Canter. Chỉ thấy Fionn cầm một bó hoa hồng sải bước đi về phía Đông Phương Tuyết Ngưng. Đông Phương Tuyết Ngưng cũng mỉm cười đi về phía Fionn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều đồng loạt kinh ngạc. Lẽ nào hai người họ quen nhau à? Ngay lúc này chỉ thấy Fionn đưa bó hoa hồng biểu tượng cho tình yêu nồng cháy cho Đông Phương Tuyết Ngưng nói, Tuyết Ngưng, tặng cho em. Chương 2100. Đông Phương Tuyết Ngưng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khi nghe được lời bày tỏ chân thành của Fionn. Lúc này cô ta đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí cô ta có thể cảm nhận được rất nhiều bạn nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị. Fionn quả thật quá xuất sắc, không chỉ là ngôi sao mới đang nổi trội của gia tộc Canter, còn là người duy nhất có thể sánh ngang với đệ tử của Andre ở Âu Lục. Có cô gái nào không thích người như thế chứ? Có cô gái nào mà không mong ước được người như thế theo đuổi hoặc có bạn trai thế này? Lúc này mọi sự không vui vì chuyện của Tiêu Quân Lâm trước đó đều tan biến thành mây khói. Fionn, cảm ơn anh. Đông Phương Tuyết Ngưng nở nụ cười ngọt ngào nhận lấy bó hoa hồng tượng trưng cho sự nhiệt tình và lãng mạn đó. Tuyết Ngưng, nếu trong trường có ai bắt nạt em thì cứ nói với anh còn chút việc, lát nữa sẽ tìm em sau. Dứt lời, Fionn xoay người đuổi theo hướng Tiêu Chính Văn đã đi. Sau khi Fionn rời đi, Đông Phương Tuyết Ngưng lập tức bị đám người vây lại. Trước đó trong mắt những người này, Đông Phương Tuyết Ngưng cũng chỉ là một cô gái bình thường đến từ gia tộc nào đó ở Hoa Quốc thôi. Nhưng bây giờ lại khác, vì sự xuất hiện của Fionn, vì đóa hoa hồng đó, địa vị của Đông Phương Tuyết Ngưng trong mắt họ đã bay vụt lên. Không ai có thể xem thường sự tồn tại của Fionn, nhất là ở học viện võ thuật, ở đây cho phép giết người, thế nên thực lực mới là thứ duy nhất không thể thiếu. Muốn tồn tại ở đây thì chỉ có thể tôn trọng cường giả, thậm chí là đi theo cường giả. Nếu không bất kể lai lịch và thân phận họ có vang dội cỡ nào cũng rất có khả năng không thể tốt nghiệp. Trương Lăng Phong cũng đi theo đám người qua đó, nhíu mày nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng nói, cô Đông Phương, không ngờ cô còn có mối quan hệ như thế với Fionn. Trương Lăng Phong cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Fionn là người như nào chứ? Từ khi hắn bước vào học viện võ thuật đã nghe nói đến vị cao thủ đứng đầu học viện võ thuật này rồi. Có thể được người như vậy theo đuổi đồng nghĩa với việc Đông Phương Tuyết Ngưng có thêm một ô dù, sau này còn ai ở học viện võ thuật dám bắt nạt cô ta nữa. Nhất là vừa rồi trước khi đi, Fionn đã nói rõ ràng ai dám bất kính với Đông Phương Tuyết Ngưng thì có thể nói với hắn bất cứ lúc nào, lời này có ý gì đã không cần phải nói nhiều nữa. Thật ra anh cũng rất giỏi. Vừa đến đây đã được thầy Lữ Thanh Dương chú tâm đến, sau này học viện võ thuật chẳng phải là thế giới của anh rồi à? Đông Phương Tuyết Ngưng cười nói.
dù Phiêu Ẩn có mạnh thế nào cũng chỉ là một học sinh mà thôi. Nhưng Lữ Thanh Dương thì khác, ông ta là giáo viên của học viện võ thuật, rất nhiều việc học sinh không thể chi phối. Chẳng hạn như ai có tư cách tham gia vào nhóm học viên đầu tiên được vào tòa trận pháp, Lữ Thanh Dương có một phiếu phủ quyết và một phiếu đề cử. Cho dù Phiêu Ẩn được mọi người tung hô thế nào cũng không có quyền lợi lớn đến thế. Vẫn là cô Đông Phương có sức hấp dẫn lớn, Phiêu Ẩn lại tặng hoa hồng cho cô trước mặt tất cả mọi người, đây cũng là đang tuyên bố với mọi người cô là người phụ nữ của anh ta, không ai được bất kính với cô. Tôi nghĩ ngoài giáo viên trong học viện võ thuật thì sau này mọi người gặp cô Đông Phương đều phải thêm phần cung kính nhỉ. Mặc dù Trương Lăng Phong xuất thân từ nhà họ Trương, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân không có tự tin khi đối mặt với bạn gái của Phiêu Ẩn. Dù sao nơi này cũng là Âu Lục chứ không phải Hoa Quốc, thể diện nhà họ Trương không rộng rãi khi ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.